Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện 2198, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện bắt đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể, tác giả Di Thần, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 2736, rời đi giới hải, ngoài ý muốn phát sinh, buông xuống dị vực. Giới hải gì à? Không gian như thủy triều, chập trùng lên xuống, tới đi đi. Trong đó có vô số không gian mảnh vỡ, thế giới tàn phiến. Không cẩn thận, liền có khả năng cuốn vào trong đó, thậm chí vĩnh viễn bị khốn trụ. Mà liền tại như vậy vĩnh hằng thủy triều bên trong. Một nam một nữ, hai bóng người nổi lên. Tự nhiên là Quân Tiêu Dao cùng Khương Thánh Y. Quân Tiêu Dao bây giờ tu vi cảnh giới không cần nhiều lời. Hắn thành đế, cùng những người khác thành đế, chiến lực hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Đến mức Khương Thánh Y, mặc dù còn chưa thành đế, nhưng dù sao phá vỡ sinh tử giới hạn, bốn hồn hợp nhất, lại có được đại đạo tiên tâm. Nàng mặc dù tạm thời còn không phải đế, nhưng chênh lệch cũng không xa. Tiêu Dao, giới hải rìa 10 phần nguy hiểm, chúng ta cứ như vậy vượt tới sao? Khương Thánh Y hỏi. Giới hải rìa không gian thủy triều, chính là tại hắc họa đại phá diệt thời kỳ, vô số thế giới hủy diệt sau hình thành. Đây là thiên tai kiếp, cho dù là đại đế không cẩn thận cuốn vào trong đó, cũng có đại nguy hiểm. Bởi vì đây là chống lại thiên địa oai. Cái kia tầng tầng lớp lớp cổ giới, tiểu thế giới, vị diện, tinh vực mảnh vỡ, thủy triều lên xuống. Hình thành mênh mông bọt nước. Một cơn sóng, cũng đủ để trong nháy mắt đem chuẩn đế thậm chí đại đế bao phủ. Dĩ nhiên không, đừng quên, tại giới hải, ta có thể trình độ nhất định, mượn nhờ khởi nguyên thánh thụ lực lượng. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói. Hắn đạt được sáng giới thiên hoàng tán thành, cũng chẳng khác nào đạt được khởi nguyên thánh thụ ý chí tán thành. Tại giới hải phạm vi bên trong, Quân Tiêu Dao có thể trình độ nhất định, mượn nhờ khởi nguyên thánh thụ lực lượng. Đương nhiên, giới hạn tại giới hải. Rời đi giới hải phạm vi về sau, tự nhiên là không có. Ta có khả năng thành lập một cái tạm thời lỗ sâu không gian, mặc dù không ổn định, nhưng truyền tống đến cửu thiên tiên vực hẳn là không có vấn đề gì. Quân Tiêu Dao nói, thành lập lỗ sâu không gian, cần đối không gian chỉ đạo, có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Nhưng đừng quên, Quân Tiêu Dao ủng có không thư. Đối không gian chi đạo lý giải, cũng là cực kỳ khắc sâu. Hắn ra tay, trên thân đế quang sụp sôi. Đế đạo pháp tắc khoách tán mà ra, khiến cho phía trước hư không vặn vẹo. Đồng thời, giữa thiên địa, có mênh mông lực lượng buông xuống, đó là khởi nguyên thánh thụ lực lượng. Một đầu không gian thông đạo, dần dần xò xuyên qua mà ra. Trong đó kỳ quái, tràn ngập hỗn loạn không gian loạn lưu. Cuối cùng phải đi về. Quân Tiêu Dao cùng Khương Thánh Y, đều là lòng có cảm khái. Khương Thánh Y tất nhiên là không cần nhiều lời, theo chết đến sinh. Nàng rất muốn tái kiến nàng những người thân kia bằng hữu, còn có Lạc Ly. Quân Tiêu Dao cũng mang theo một tia cảm thán. Hắn cũng muốn biết, hắn quen biết những người kia, qua như thế nào. Còn có những cái kia thế lực đối địch. Nếu là bọn họ biết, cái này vốn đã trải qua không sai biệt lắm tính là chết Quân Tiêu Dao. Không chỉ lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn thành công chứng đạo thành đế, không biết sẽ là gì tâm tình. Nói tóm lại, hết thảy đều là như vậy làm người chờ mong. Quân Tiêu Dao cùng Khương Thánh Y bước vào lỗ sâu không gian bên trong. Hết thảy chung quanh vật chất, phảng phất đều bị kéo dài, hư không đang vặn vẹo. Bọn hắn thân hình xuyên qua. Nhưng qua sau một thời gian ngắn, bỗng nhiên, phía trước không gian không ổn định dâng lên, có thật lớn thanh âm truyền đến. Đó là một mảnh mênh mông không gian sóng lớn, đúng là trực tiếp phá hủy phía trước trùng động lối đi. Thật đúng là không khéo. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Hắn dắt Khương Thánh Y tay ngọc. Khương Thánh Y cũng không có lộ ra cái gì lúng túng chi ý. Dùng bọn hắn bây giờ thực lực bây giờ, coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng làm có thể giải quyết. Mặc dù không tính chính xác, nhưng chúng ta bây giờ, cũng đã rời đi giới hải phạm vi, liền rời đi trước lỗ sâu không gian đi. Quân Tiêu Dao nói, hắn đã cảm giác không đến khởi nguyên thánh thụ khí tức, chứng minh bọn hắn đã rời đi giới hải phạm vi. Mà nếu như tiếp tục bất chấp nguy hiểm tiến lên, có lẽ sẽ bị cuốn vào hư không loạn lưu chỗ sâu. Cái kia muốn tìm đến lối ra, liền không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Khương Thánh Y hơi điểm chán. Thân hình của hai người, trực tiếp thông qua vết nứt không gian rời đi. Nơi này là một mảnh yên lặng đất đai, ánh nắng rất tối tăm. Có cuối năm lượn lờ tạo thành từng dải khói đen, dải nơi này. Nơi xa có liên miên màu đen sơn nhạc, phảng phất viễn cổ hung thú khung xương. Thỉnh thoảng có dọa người thú giống thanh âm vang lên, mang theo làm người sợ hãi hung man khí tức. Một đoạn thời khắc, ầm ầm, phiến khu vực này hư không, bỗng nhiên hỗn loạn, có phong vân cuốn lên. Sau đó, hư không giống như là đã nứt ra, hai bóng người buông xuống nơi này.
tán ra uy thế, khiến cho chung quanh khu vực yêu ma hung thú đều run run rẩy rẩy, không biết là hạng gì tồn tại buông xuống. Nơi này, Quân Tiêu Dao cảm thụ được thiên địa khí tức. Này khí tức khiến cho hắn có chút quen thuộc. Nơi này không phải Cửu Thiên Tiên vực. Khương Thánh Y đôi mắt đẹp cũng là nhìn quanh một vòng. Hoàn toàn chính xác không phải, Quân Tiêu Dao nói. Nơi này là dị vực. Quân Tiêu Dao đã từng tới dị vực, còn chờ đợi thời gian không ngắn, trải qua không ít chuyện, cho nên đối với dị vực thiên địa khí tức, hắn tự nhiên cũng là quen thuộc. Không nghĩ tới, bởi vì lỗ sâu không gian xảy ra vấn đề, bọn hắn không có buông xuống tại Cửu Thiên Tiên vực, phản mà rơi vào dị vực, lại là dị vực. Khương Thánh Y cũng là ngoài ý muốn, bọn hắn cũng là bởi vì dị vực chi loạn, mới nghĩ đến nhanh lên trở về Cửu Thiên Tiên vực. Chưa từng nghĩ, vậy mà đi thẳng tới trại địch. Đến đâu thì hay đến đó, ta cảm thấy, này cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội. Quân Tiêu Dao cười cười. Tiêu Dao, ý của ngươi là? Khương Thánh Y cũng là cùng Quân Tiêu Dao nghĩ đến cùng nhau đi. Không sai, chúng ta sở dĩ nhanh như vậy trở về, liền là muốn dò xét tra rõ ràng dị vực chi loạn. Hiện tại, không vừa vặn cho chúng ta một cái cơ hội. Có khả năng thừa này, tra rõ ràng dị vực đủ loại tình huống. Mặt khác, ta tại dị vực cũng tính là có chút quan hệ, vừa vặn có khả năng đi gặp một lần cố nhân. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Hắn chỗ, tự nhiên là Đồ Sơn đế tộc đám kia hồ ly. Nói không chừng có khả năng theo các nàng nơi đó, dò xét ra một chút tình báo. Sau đó, Quân Tiêu Dao cùng Khương Thánh Y cũng là bắt đầu ở khu vực này đi khắp. Khương Thánh Y lấy ra một ổ bánh xa, mang lên mặt. Nàng quá đẹp, quá mức làm người khác chú ý, mà Quân Tiêu Dao trên thân thần quang ẩn hiện, sương mù bừng bừng. Hắn cũng không sợ ai sẽ phát giác được hắn. Dùng hắn tu vi hiện tại, tăng thêm thâu thiên hoán nhật đại pháp che giấu. Dù cho cùng giai đại đế, cũng đừng hòng xem thấu hắn một chút. Mặt khác, hắn rời đi Cửu Thiên Tiên vực lâu như vậy. Chắc hẳn hắn tên, từ lâu yên lặng, hai người cứ như vậy, đi khắp tại phiến đại địa này. Về sau, Quân Tiêu Dao biết hắn buông xuống tại địa phương nào. Dị vực phạm vi rộng lớn cùng sở hữu thập Đại Châu. Mà hắn buông xuống Đại Châu, vừa lúc là Đồ Sơn đế tộc chỗ yêu man Đại Châu. Chỉ có thể nói xem như đúng dịp, qua sau một thời gian ngắn. Quân Tiêu Dao cùng Khương Thánh Y phía trước, xuất hiện một tòa màu đen thành trì. Trong đó có không ít dị vực sinh linh, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Ai, này Đồ Sơn đế tộc ngũ Mỹ, cũng là thật thảm, lại muốn bị các tộc bức hôn, ngày sau sợ là sẽ bị xem như đồ chơi. Đó là Đồ Sơn đế tộc đáng đời được không ai bảo lúc trước. Các nàng cùng cái kia quân gia thần tử đi quá gần. Cái kia quân gia thần tử, có thể là ta dị vực đại địch, chung kết ách họa tồn tại. Bây giờ nói này chút lại có ý nghĩa gì, cái kia quân gia thần tử cuối cùng không phải cũng là vẫn lạc sao? Kỳ thật mặt khác đế tộc, đã sớm đối Đồ Sơn đế tộc thấy ngứa mắt, lúc trước cái kia cửu vĩ vương Đát Phi, còn giúp qua quân gia thần tử. Chỉ là bởi vì Đồ Sơn đế tộc, thế lực cũng không nhỏ, ra tay, tốn công mà không có kết quả. Nhưng bây giờ, ta giới có một ít ngủ say trí cường, thiên tai chi tổ muốn thức tỉnh. Một chút đế tộc thế lực, cũng là nắm chú ý đánh tới Đồ Sơn đế tộc trên thân. Không chỉ có thể đến mỹ nhân, còn có khả năng chia cắt một phương đế tộc tài nguyên, chẳng phải là vui thích. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Quân Tiêu Dao ánh mắt hơi là mềm lại. Chương 2737, Đồ Sơn nhất tộc khốn cảnh, bức hôn Đồ Sơn ngũ Mỹ. Lúc trước, Quân Tiêu Dao tại dị vực, đích thật là có một ít đồng minh. Tỷ như Đồ Sơn nhất tộc, tỷ như Bỉ Ngạn Hoa nhất mạch. Bỉ Ngạn Hoa chi mẫu, bởi vì là hoàn toàn hướng về Quân Tiêu Dao bên này, cho nên tại trung cực ách họa cuộc chiến sau khi kết thúc, toàn bộ Bỉ Ngạn Hoa nhất mạch cả tộc rời chuyển qua Cửu Thiên Tiên vực bên này. Mà Đồ Sơn đế tộc mặc dù cùng Quân Tiêu Dao quan hệ không tệ, nhưng này chủ yếu là Cửu Vĩ Vương Đát Phi thiếu Quân Tiêu Dao một cái nhân tình. Bởi vì Quân Tiêu Dao trợ giúp Đồ Sơn đế tộc cải tiến công pháp của các nàng Tình Mộng Tiên Kinh, cho nên Đồ Sơn nhất tộc cũng không hề rời đi dị vực. Bất quá rõ ràng, theo dị vực chi loạn lại nổi lên, lưỡng giới phân tranh lại mở. Giống Đồ Sơn đế tộc dạng này, đã từng giúp Quân Tiêu Dao đế tộc. Hiện tại tự nhiên sẽ bị người nơi nhằm vào, sinh ra địch ý. Lại thêm, Đồ Sơn nhất tộc, đều là xinh đẹp như hoa hồ nữ, tự nhiên càng biết dẫn tới rất nhiều ngấp nghé. Bao quát Đồ Sơn ngũ Mỹ, năm đó chọn rể đại hội, có thể là tại dị vực nhất lên phong ba không nhỏ. Mà cho tới bây giờ, Đồ Sơn ngũ Mỹ đều không có cùng mặt khác nam tử từng có bất kỳ quan hệ gì. Tiêu Dao, ngươi cố nhân, là Đồ Sơn nhất tộc. Thấy Quân Tiêu Dao vẻ mặt, Khương Thánh Y lập tức sáng tỏ. Đi xem một chút. Quân Tiêu Dao nói. Mặc dù hắn cùng Đồ Sơn nhất tộc ngũ Mỹ, không có quá sâu giao tình, cũng là giả kết hôn một thoáng, vào động phòng mà thôi. Nhưng hắn vẫn là làm không được hoàn toàn xem nhẹ. Sau đó, Quân Tiêu Dao cùng Khương Thánh Y, bắt đầu đi tới Đồ Sơn nhất tộc.
dùng quân Tiêu Dao bây giờ tu vi, đi Đồ Sơn đế tộc cũng vô dụng hoa thời gian quá dài. Tại Yêu Man Đại Châu, có một phương khu vực, tên là Đồ Sơn. Chính là Đồ Sơn đế tộc chỗ trên mặt đất. Giờ phút này, tại Đồ Sơn bên trong, một tòa tinh xảo trong đại điện, bầu không khí có vẻ hơi đè nén. Có mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh ở đây, đi theo phía sau khí tức cường đại hộ đạo giả. Đồ Sơn tộc trưởng ta cảm thấy, thông ra chuyện này, đối với chúng ta hai tộc đều có chỗ tốt. Dù sao hiện tại, Đồ Sơn nhất tộc tình huống, rất không ổn, không phải sao? Một vị thân mang xích hắc quần áo nam tử, chắp tay thản nhiên nói. Trong mắt của hắn, tựa hồ ma hỏa liệu nguyên cảnh tượng hiển hiện. Vị nam tử này, chính là dị vực họa đấu nhất tộc Kiêu Tử. Bộ tộc này bản thể chính là đại biểu hỏa hoạn cùng điểm xấu hung thú, trước mắt hiển hóa ra nhân thân. Không sai, Đồ Sơn nhất tộc, năm đó dù sao phạm qua loại kia sai lầm, hiện tại, cùng chúng ta thông gia, là cho các ngươi một cái cơ hội. Một vị khác hoa phục nam tử mở miệng nói. Hắn tới từ Kế Mông nhất tộc, trán có lân phiến, hai tay sinh ra lồng vũ. Ánh mắt của bọn hắn, đều là nhìn về phía một vị mỹ phụ nhân. Vị này dáng người nở nang cao gầy tuyệt sắc phu nhân. Dung mạo vũ mị bên trong mang theo một cỗ thành thục phong nhã. Có năm tháng lắng động về sau phong vận. Chính là Đồ Sơn nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, Đồ Sơn Minh Phi, cũng là Đồ Sơn ngũ mỹ mẫu thân. Vài vị, ta Đồ Sơn nhất tộc, dù sao cũng là một phương đế tộc, có bất hủ chi vương tọa trấn. Các ngươi nghĩ cường cưới nữ nhi của ta. Đồ Sơn Minh Phi, giờ phút này kiểu nhan âm trầm như nước. Thân là một phương đế tộc, vẫn còn chưa qua như thế biệt khuất thời điểm. Tộc trưởng lời này nghiêm trọng, cái gì gọi là cường cưới, chúng ta đây là tại giúp Đồ Sơn nhất tộc. Nếu là không cùng chúng ta mấy tộc thông gia, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị để mắt tới, nói không chừng sẽ còn bị phân chia hết. Một vị dung mạo dài đến mức dị thường yêu dị nam tử, mang theo cười nhạt ý mở miệng nói. Ngữ khí lại là ẩn hàm một tia uy hiếp. Hắn tới từ Bồ Ma nhất tộc. Hắn tộc bên trong trí cường giả, Bồ Ma Vương, là dị vực nổi danh nhất bất hủ chi vương, thập phần cường đại. Nghe nói như thế, Đồ Sơn Minh Phi tiếu nhan càng là mơ hồ hàm sát, nhưng cũng ẩn mang một cỗ vô lực. Mặc dù nàng rất tức giận, nhưng dùng hiện tại Đồ Sơn nhất tộc tình huống tới nói, các nàng hoàn toàn chính xác không thể lại đắc tội mặt khác đế tộc. Dù cho có cửu vĩ vương đát phi như vậy bất hủ chi vương, cũng không chịu được nữa a. Chỉ là Bồ Ma nhất tộc Bồ Ma Vương, cũng đủ để đối phó cửu vĩ vương. Mà đúng lúc này, một đạo mềm giòn dễ vỡ bên trong mang theo thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên. Các ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, ta Đồ Sơn thuần thuần, là không thể nào gả cho các ngươi. Một cái áo trắng đáng yêu tựa như búp bê tóc trắng cô nương, nổi giận đùng đùng đi ra, tiếu nhan hàm sát. Chính là Đồ Sơn đế tộc ngũ công chúa, Đồ Sơn thuần thuần, cái kia bạch mao la lị. Không sai, các ngươi trở về đi. Tứ công chúa Đồ Sơn oản oản cũng hiện thân, ghim lưu loát đuôi ngựa, cả người gồm cả khí khái hào hùng cùng vũ mị. Thấy Đồ Sơn nhất tộc hai vị công chúa xuất hiện. Họa đấu nhất tộc cùng Kế Mông nhất tộc Kiêu Tử, trước mắt đều là sáng lên. Ta cảm thấy, chúng ta có khả năng một người một cái. Hai người nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Ngươi! Đồ Sơn thuần thuần nghe nói như thế, tại chỗ liền sù lông, hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi hồ ly đều là dựng thẳng lên. Đây là coi các nàng là cái gì rồi? Chư vị, chúng ta Đồ Sơn nhất tộc nữ tử, đều tu luyện hữu tình mộng tiên kinh, sẽ tự mình tìm kiếm thích hợp người hữu duyên. Mà hết sức rõ ràng, chư vị cũng không phải là tỷ muội chúng ta người hữu duyên, cho nên vẫn là mời trở về đi. Lại có ba vị nữ tử xuất hiện. Một vị thân mang màu vàng hơi đỏ quần áo, có loại ốm yếu xinh đẹp. Một vị tay áo dài váy dài, như đẹp ngọc vô hà. Chính là nhị công chúa, Đồ Sơn Đào Đào, tam công chúa, Đồ Sơn Tiêu Tiêu. Mở miệng, là phía trước nhất một vị, thân mang đại hồng váy bào, dáng người bá đạo, vũ mị vô song, không thể so với Đồ Sơn Minh Phi kém. Chính là đại công chúa, Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, Đồ Sơn Ngũ Mỹ, giờ phút này đều là xuất hiện, đều có các vẻ đẹp, đều có các phong tình. Dù là Bồ Ma nhất tộc yêu dị nam tử, đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nghe được Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, hắn lấy lại bình tĩnh nói. Các ngươi ngũ tỷ muội trong miệng người hữu duyên, hẳn là vị kia quân gia thần tử đi. Dù sao lúc trước chọn rể đại hội, cuối cùng là hắn một người cưới các ngươi năm vị. Nghe nói như thế, Đồ Sơn Ngũ Mỹ sắc mặt đều là hơi đổi. Bất quá, sau đó chứng minh, đây chỉ là một trận nháo kịch. Huống hồ, quân gia thần tử sớm đã vẫn lạc mấy chục năm, vậy các ngươi chẳng phải là muốn thủ cả một đời quả. Yêu dị nam tử mấy người, cũng là phát ra cười lạnh. Ngũ Mỹ sắc mặt rất khó coi. Đặc biệt là Đồ Sơn thuần thuần, lớn tiếng quát lớn, để bọn hắn im miệng. Nàng và quân Tiêu Dao, xem như ở chung thời gian tương đối dài. Quân Tiêu Dao khi đó ngưng tụ hỗn độn thân, hành tẩu dị vực, thứ nhất đụng phải liền là Đồ Sơn thuần thuần.
Sau này, các nàng cũng là biết được Quân Tiêu Dao chung kết Hắc Ám náo động, nhưng không lâu sau liền truyền ra ngã xuống tin tức, khi đó, ngũ tỷ muội đều là một hồi thất vọng mất mát. Dù sao Quân Tiêu Dao là duy nhất có thể dẫn động đến bọn hắn nhân duyên dây đỏ nam nhân. Hiện tại, lưỡng giới đại chiến bắt đầu, các ngươi này thái độ có thể không được tốt lắm a. Huống hồ các ngươi Đồ Sơn nhất tộc Cửu Vĩ Vương, trước đó tại ách họa cuộc chiến bên trong, từng trợ giúp qua cái kia Quân gia thần tử. Đây chính là nhường Trung Cực đế tộc hết sức không thích. Nếu là không có chúng ta mấy phương đế tộc trợ giúp, các ngươi có thể gánh chịu đến từ Trung Cực đế tộc áp lực sao? Nói không chừng đến lúc đó, vận mệnh của các ngươi sẽ càng thêm bi thảm. Bồ Ma nhất tộc yêu dị nam tử cười lạnh nói. Đồ Sơn Ngũ Mỹ, bao quát Đồ Sơn Minh Phi, đều là tức sắc mặt trắng bệch. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, yêu dị nam tử nói, đích thật là sự thật. Chẳng lẽ, thật muốn? Đồ Sơn Minh Phi quay đầu, nhìn xem năm vị nũng nịu nữ nhi. Nàng là thật không nghĩ, nàng năm vị nữ nhi, nhận bực này khuất nhục. Cũng ngay lúc đó, Đồ Sơn bên ngoài, trong hư không, Quân Tiêu Dao cùng Khương Thánh Y thân ảnh nổi lên. Chính là chỗ này. Chương 2738, Minh Vương thân cảnh giới, Đồ Sơn Ngũ Mỹ tất cả đều muốn. Tiêu Dao, ngươi chuẩn bị cứ như vậy đi vào. Mang mạng che mặt Khương Thánh Y, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Mặc dù Quân Tiêu Dao nói, Đồ Sơn nhất tộc là cố nhân. Nhưng bây giờ, dù sao cũng là tại dị vực. Quân Tiêu Dao, cho dù đã là một tôn đại đế, dùng dị vực xưng hô tới nói, liền là bất hủ chi vương. Nhưng nơi này, dù sao cũng là dị vực địa bàn. Nếu đi vào dị vực dò xét tình huống, vậy dĩ nhiên không thể đánh rắn động cỏ. Lúc trước, ta liền dùng dị vực chiến thần, thân phận của hỗn độn thể, đạt được không ít chỗ tốt. Nói không chừng có khả năng tái diễn một lần. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Hắn nhưng là một bụng ý nghĩ xấu a không, là đầy bụng tài hoa, theo Quân Tiêu Dao dứt lời. Trên người hắn khí tức phun trào. Mái tóc màu đen, biến thành tuyết nhất tóc trắng. Trên thân, cũng lượn lờ lấy một cỗ như có như không hắc ám khí tức. Thời khắc này Quân Tiêu Dao bất ngờ biến thành Minh Vương thân dạ quân lâm. Nhưng mà, đáng lưu ý chính là, Minh Vương thân khí tức cũng không phải là đại đế cảnh, mà là vẫn như cũ ở vào chuẩn đế chi cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Quân Tiêu Dao tu luyện nhất khí hóa tam thanh, có thể đồng bộ thành quả tu luyện. Quân Tiêu Dao thánh thể đạo thai thân, hồn độn thân, hồng mông thân, đều là đại đế cảnh giới. Nhưng Minh Vương thân dạ quân lâm, rất đặc thù. Mượn hỗn độn thân bản nguyên chi lực, lại dung nhập ách tộc chiến thần tai ách nguyên châu lực lượng. Cho nên nói, Minh Vương thân, là nhất khí hóa tam thanh, nhưng lại không hoàn toàn là. Quân Tiêu Dao đủ loại yêu nghiệt thiên tư, ngộ tính, bao quát nguyên thần đẳng cấp, Minh Vương thân đều đồng bộ. Chỉ có cảnh giới, không có đồng bộ, Minh Vương thân, có thuộc về mình tu luyện con đường, độc lập với tam thanh thân bên ngoài. Này mới đưa đến, Minh Vương thân hiện tại, chỉ ở chuẩn đế cảnh. Nhưng kỳ thật cũng không quan trọng. Bởi vì Minh Vương thân, vốn cũng không phải là Quân Tiêu Dao chính mình hao tâm tổn trí tố tạo nên. Đây là hắn bạch chơi tới, đã rất tốt. Quân Tiêu Dao Minh Vương thân dạ quân lâm, có thể đơn độc chứng đạo. Ngày sau thiên tư tiềm lực, tuyệt đối sẽ không so với hắn nhất khí hóa tam thanh yếu bao nhiêu. Lại đánh so sánh. Dạ quân lâm, kỳ thật có thể xem là Quân Tiêu Dao hắc ám một mặt thể hiện. Như thế có điểm giống dị vực sinh linh. Khương Thánh Y mỉm cười, Minh Vương thân, cùng ách tộc có quan hệ, mà ách tộc bắt nguồn từ hỏa nguyên tế chủ. Dị vực sinh linh thì là bắt nguồn từ trung cực ách họa hắc ám lực lượng. Cùng là tận thế thiên khải lực lượng. Minh Vương thân quả thực là hoàn mỹ dung nhập vào dị vực. Quân Tiêu Dao lại lấy ra một tờ bạch cốt mặt nạ mang lên mặt. Dạng này liền càng giống hơn, đi thôi. Quân Tiêu Dao cùng Khương Thánh Y, thân hình lóe lên. Không nhìn thẳng Đồ Sơn bên trong rất nhiều trông coi, trực tiếp tìm được một chỗ đại điện. Quân Tiêu Dao đã nhận ra Ngũ Mỹ khí tức trong đại điện. Bồ Ma nhất tộc yêu dị nam tử nói, các ngươi suy tính thế nào? Cùng chúng ta mấy phương đế tộc thông gia, là ổn định các ngươi Đồ Sơn nhất tộc phương thức cao nhất. Chúng ta như thế có thành ý các ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Đồ Sơn Ngũ Mỹ đều không có trả lời, chẳng qua là trong đôi mắt đẹp, đều là mang theo thật sâu lãnh ý cùng chán ghét. Bọn hắn nói là trợ giúp Đồ Sơn nhất tộc. Nhưng kỳ thật ai cũng biết, này mấy phương đế tộc cũng muốn chia cắt Đồ Sơn nhất tộc nội tình tài nguyên. Cuối cùng Đồ Sơn đế tộc kết quả, liền là bị này mấy phương đế tộc chậm rãi từng bước xâm chiếm, cuối cùng trở thành phụ thuộc. Mà Đồ Sơn nhất tộc nữ tử vận mệnh, có thể nghĩ, tuyệt đối sẽ trở thành đồ chơi tồn tại. Dù cho Đồ Sơn Minh Phi, đối mặt như vậy tiến thối lưỡng nan cục diện, đều lộ ra hết sức vô lực. Mà đúng lúc này, một luồng mơ hồ cuồn cuộn khí tức, dường như truyền ra. Nhưng yêu dị nam tử đám người, vẻ mặt đều là nhất biến. Đó là bất hủ chi vương khí tức. Đến từ Cửu Vĩ Vương Đát Phi, nàng tự hồ cũng thả ra lãnh ý,
cảm thấy này mấy phương đế tộc có hơi quá. Yêu dị nam tử vẻ mặt chấn định, thế nào, Đồ Sơn nhất tộc đây là muốn ra tay rồi, nếu là đối chúng ta như thế nào? Cái này đại giới, các ngươi không chịu nổi. Yêu dị nam tử không có sợ hãi. Hắn đứng sau lưng, có thể là Bố Ma Vương, một vị dị vực uy tín lâu năm Bất Hủ Chi Vương. Cửu Vĩ Vương Đát Phi, như thực có can đảm đối bọn hắn động thủ, về sau phiền toái sẽ chỉ huyên náo lớn hơn. Đáng hận. Đồ Sơn Minh Phi, dung nhan như băng. Không nghĩ tới một ngày kia, các nàng Đồ Sơn nhất tộc, vậy mà lại rơi vào như vậy đâm lao phải theo lao cục diện. Vậy liền để cho ta tới chọn lựa, ta muốn cái này nhỏ nhất, phù hợp khẩu vị của ta. Yêu dị nam tử chỉ Đồ Sơn thuần thuần. Ta đây liền muốn cái này. Họa đấu nhất tộc nam tử, chỉ hướng Đồ Sơn Tiêu Tiêu. Ta muốn nàng, hẳn là rất hăng hái. Kế Mông nhất tộc Kiêu Tử, nhìn về phía Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, đích thật là hết sức hăng hái dáng người. Đồ Sơn Ngũ Mỹ, đều là mặt che xương lạnh. Đồ Sơn Thuần Thuần càng là bởi vì ủy khuất, thanh tú linh động mắt to bên trong, đều là nhịn không được tuôn ra giọt giọt nước mắt. Nếu như tiên sinh còn tại liền tốt, Đồ Sơn Thuần Thuần, nhớ tới cái kia đạo bạch áo thân ảnh. Hắn nếu có thể kết trung cực ách họa, có thể bình định hắc ám náo động, nhất định cũng có thể trợ giúp các nàng đi. Đáng tiếc. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên, trong điện có tiếng bước chân vang lên. Người nào? Yêu dị nam tử đám người nhìn lại. Chính là thấy một nam một nữ xuất hiện. Nữ tử mặt che lụa mỏng, dung nhan nhường yêu dị nam tử đám người, đều là hít thở không thông, cho dù mang mạng che mặt, cũng khó nén cái kia tuyệt lệ xuất trần chi tư. Đồ Sơn Ngũ Mỹ, đã coi như là dị vực tuyệt sắc. Nhưng cùng trước mắt vị này tóc trắng như tuyết, mặt che lụa mỏng nữ tử so sánh, vẫn như cũ có vẻ hơi ảm đạm. Bất quá, càng thêm làm cho người chú mục, là bên người nàng bạch y nam tử, đồng dạng mái đầu bạc trắng, trên mặt mang theo sâm bạch sắc bạch cốt mặt nạ. Trọng yếu nhất chính là, từng tia từng sợi hắc ám khí tức lượn lờ, có loại mơ hồ làm người sợ hãi cảm giác. Cái loại cảm giác này, liền như ngắm nhìn sâu không thấy đáy uyên, mang theo hư vô tĩnh lặng. Ở đây mấy phương đế tộc kiêu tử, đối với này đột nhiên xuất hiện người, đều là lộ ra dò xét dị sắc. Quân Tiêu Dao tầm mắt quét qua, tăng thêm trước đó nghe được một chút tin tức, cũng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đồ Sơn Ngũ Mỹ, cũng là cùng trong trí nhớ một dạng, không có gì sai biệt. Giống như dáng người đều dài hơn không ít. Các hạ là người nào? Yêu dị nam tử nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Đế tộc xuất thân hắn, tầm mắt không kém, biết vị này nam tử tóc trắng, đoán chừng có chút lai lịch, cho nên hắn cũng không có đi lên liền ngốc nghếch khiêu khích. Nhưng mà, nhường yêu dị nam tử sắc mặt biến hóa chính là, vị kia nam tử tóc trắng, căn bản không để ý đến hắn, chẳng qua là nhìn về phía Đồ Sơn Ngũ Mỹ. Yêu dị nam tử giật mình, chẳng lẽ vị này, cũng là đánh cho Đồ Sơn Ngũ Mỹ chú ý? Đã như vậy, cái kia chính là người trong đồng đạo. Nghĩ đến nơi này, yêu dị nam tử cảm thấy hơi định. Bực này nhân vật thần bí, vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn. Hắn nói, chẳng lẽ, các hạ mục tiêu cũng là Đồ Sơn Ngũ Mỹ? Đã như vậy các hạ có thể chọn trước tuyển một vị, chúng ta không vội. Họa đấu nhất tộc cùng Kế Mông nhất tộc nam tử, cũng là không nói gì. Quân Tiêu Dao nghe nói, cũng là có chút hướng ngoài ý muốn. Như thế hiểu chuyện sao, hắn nhìn về phía Đồ Sơn Thuần Thuần. Ta muốn nàng. Thanh âm vừa ra. Đồ Sơn Thuần Thuần khuôn mặt nhỏ lập tức ngây ngẩn cả người. Thanh âm này làm sao cảm giác, có chút quen tai. A, các hạ tốt ánh mắt, anh hùng sở kiến lực đồng. Yêu dị nam tử cười một tiếng. Cái này vốn là hắn nghĩ chọn. Nhưng sau một khắc, Quân Tiêu Dao lại nói. Nàng, ta cũng muốn. Quân Tiêu Dao chỉ, là Đồ Sơn Oản Oản. Yêu dị nam tử khẽ nhíu mày. Tổng cộng liền 5 cái. Nam tử tóc trắng này lại muốn 2 cái. Có chút lòng tham a. Nhưng chợt, Quân Tiêu Dao lại nói. Còn có các nàng ta đều muốn. Một câu rơi, đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Quân Tiêu Dao mở miệng, trực tiếp 5 cái đều muốn. Này có chút phóng khoáng, là muốn đóng gói mang đi sao? Đồ Sơn Minh Phi vẻ mặt cũng thay đổi, nam tử này sẽ không liền nàng đều muốn a. Bên cạnh, Khương Thánh Y tầm mắt đều là hơi có gì đó quái lạ nhìn Quân Tiêu Dao liếc mắt. Quân Tiêu Dao ở phương diện này vẫn là hết sức bá đạo. Yêu dị nam tử vẻ mặt chậm rãi âm trầm xuống. Hắn thế nào vẫn không rõ, Quân Tiêu Dao này là cố ý đến gây chuyện, kiếm chuyện đó a. Chương 2739, Trung Cực Đế Tộc tuổi trẻ chuẩn vương. Đát Phi đám người chấn kinh. Các hạ, này 5 con hồ ly ngươi đều phải chịu được sao? Yêu dị nam tử ngữ khí mang theo băng lãnh chi ý. Quân Tiêu Dao dùng đạm mạc ngữ khí tùy ý nói. Đừng bắt các ngươi điểm yếu, để cân nhắc ta sở trường. Như thế, sẽ để cho các ngươi mất đi thân là nam nhân tự tin. Nghe đến nơi này, yêu dị nam tử đám người, vẻ mặt lập tức đen giống như là đáy nồi. Lời nói này đến, làm sao lại để bọn hắn như vậy khó chịu đâu?
Các hạ, ta đến từ Bồ Ma nhất tộc. Không biết các hạ xuất thân gì tộc? Nếu là xuất thân so với hắn thấp yêu dị nam tử sẽ để cho vị này, nam tử tóc trắng biết cái gì gọi là hối hận. Thế nhưng, Quân Tiêu Dao chỉ phun ra một chữ, lăn. Yêu dị nam tử sửng sốt. Sau người, một vị tạo hóa thần tôn cấp bậc người hộ đạo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai? Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, ta không biết, cũng lười biết. Oanh, một cỗ không cách nào tưởng tượng hắc ám minh khí, bao phủ mà ra. Nơi này trọng lực, phảng phất trong nháy mắt tăng vọt vạn lần. Yêu dị nam tử đám người, trực tiếp là trong nháy mắt bị đè sấp xuống dưới, miệng phun máu tươi, xương cốt đứt gãy. Những người hộ đạo kia, cũng là như thế, toàn thân xương cốt phá toái, cơ hồ phế đi. Dù cho tạo hóa thần tôn lại như thế nào, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Tại cỗ khí tức này dưới, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giống một con kiến, bị tùy tiện nghiền chết. Cái này, làm sao có thể, ngươi, Bồ Ma nhất tộc cái vị kia người hộ đạo, phát ra khàn khàn tiếng gào thét, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Dòng máu hỗn tạp khẩn trương mồ hôi, ướt đẫm toàn thân, chuẩn vương. Có thanh âm run rẩy vang lên, đến từ một vị khác người hộ đạo. Loại khí tức này, hắn chỉ ở trong tộc cao cao tại thượng chuẩn vương trên thân cảm thụ qua. Dị vực đế cảnh trở lên cường giả, được xưng là bất hủ chi vương. Mà chuẩn đế, lại xưng là chuẩn bất hủ, hoặc là chuẩn vương. Trước mặt vị này nhìn qua, thanh âm nghe vào, đều hết sức nam tử trẻ tuổi. Lại là một vị chuẩn vương. Yêu dị nam tử đám người, trên mặt hiện ra một loại hoang đường chi ý. Này loại đẳng cấp đại lão, mặc dù không giống bất hủ chi vương như vậy hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt đối không thấy nhiều. Làm sao lại khiến cho hắn đụng phải hơn nữa còn nổi lên bực này xung đột? Chẳng lẽ là trung cực đế tộc ngủ say chuẩn vương thức tỉnh? Yêu dị nam tử trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này. Trung cực đế tộc là dị vực cấp cao nhất thế lực, nghe đồn trong đó có ngủ say tuổi trẻ chuẩn vương, sẽ nương theo những cái kia ngủ say thiên tai cấp bất hủ, thiên tai chi tổ cùng một chỗ khôi phục, không thiếu một chút tuổi trẻ chuẩn vương sẽ sớm thức tỉnh hành tẩu thế gian. Loại kia tồn tại có thể là khủng bố tới cực điểm. Có một ít, thậm chí có thể là thiên tai cấp bất hủ thân truyền đệ tử, bị hắn coi trọng. Thực lực mạnh mẽ đến rối tinh rối mù. Có thể nói, mặt khác đế tộc bất hủ chi vương, đối mặt trung cực đế tộc chuẩn vương, đều muốn bình đẳng nhìn tới, thậm chí lễ nhượng ba phần. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn thế lực sau lưng. Càng bởi vì, trong đó một chút chuẩn vương, thậm chí có thể cùng bất hủ chi vương giao thủ, không nói đánh bại, có thể vượt cấp giao thủ, liền đã cực độ nghịch thiên, yêu dị nam tử. Lại nhìn một chút Quân Tiêu Dao, toàn thân áo trắng tóc trắng, khí tức lạnh lẽo, mang theo bạch cốt mặt nạ, còn có cái kia đặc thù hắc ám khí tức, phảng phất đến từ đặc thù nào đó thể chất. Khá lắm, nói không phải trung cực đế tộc chuẩn vương, yêu dị nam tử đều không tin. Đối mặt bực này tồn tại, hắn một cái đế tộc kiêu tử thân phận, lại tính là cái gì chứ? Coi như giết hắn, Bồ Ma vương cũng sẽ không vì hắn đắc tội trung cực đế tộc chuẩn vương. Nghĩ đến nơi này, yêu dị nam tử trực tiếp là dùng đầu đập đất, mang theo run giọng nói. Thật có lỗi, tiền bối, là tiểu nhân có mắt không tròng, va chạm tiền bối. Xin tiền bối tha mạng, chúng ta cái này cút. Yêu dị nam tử đám người, cầu sinh dục kéo căng. Đầu đập gọi là một cái vang dội, Quân Tiêu Dao, không để ý đến, cũng không thèm để ý. Yêu dị nam tử đám người thấy thế, vậy mà thật từ dưới đất lăn ra ngoài, gọi là một cái vòng tròn nhuận. Ven đường một đường đều là máu. Tới thời điểm có nhiều hung hăng càn quấy. Lăn ra ngoài thời điểm, liền có nhiều chật vật. Mà bọn hắn, hết lần này tới lần khác còn không dám lòng sinh oán ý, ngược lại đối Quân Tiêu Dao tràn đầy cảm kích. Vị này tuổi trẻ chuẩn vương, quá thiện lương, vậy mà thật cứ như vậy thả bọn họ đi. Đổi lại mặt khác tồn tại, nói không chừng một ý niệm liền diệt bọn hắn. Kỳ thật, dùng Quân Tiêu Dao tính tình, bực này sâu kiến, hắn tiện tay liền giết. Không giết, là không muốn cho Đồ Sơn nhất tộc mang đến phiền toái. Dù sao, những người này như chết tại Đồ Sơn nhất tộc khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Quân Tiêu Dao có thể không rõ ràng, yêu dị nam tử đã đem hắn não bổ thành hạng gì tồn tại. Tại yêu dị nam tử đám người lăn ra ngoài sau, Đồ Sơn Minh Phi trên mặt vẫn như cũ có vẻ khẩn trương. Nàng làm sao không phát hiện được vị này nam tử tóc trắng khí tức? Chuẩn vương A, mà lại cảm giác còn rất trẻ. Tại dị vực, này giống như chỉ có một khả năng. Liền là trung cực đế tộc tuổi trẻ chuẩn vương. Ép cách nàng Đồ Sơn nhất tộc đâm lao phải theo lao mấy phương đế tộc, cứ như vậy giống cẩu lăn ra ngoài. Cũng chỉ có trung cực đế tộc tuổi trẻ chuẩn vương, mới có uy thế cỡ này. Đa tạ đại nhân cứu ta Đồ Sơn nhất tộc, không thể báo đáp. Đồ Sơn Minh Phi đối Quân Tiêu Dao hành lễ. Còn lại Ngũ Mỹ thấy thế, cũng là tỉnh tỉnh mê mê, đối Quân Tiêu Dao hành lễ. Chẳng qua là, các nàng trong mắt có một tia nghi hoặc,
luôn cảm giác thanh âm kia có chút quen thuộc. Đồ Sơn Minh Phi hành lễ lúc, trong lòng thấp thỏm không thôi. Như vị này tuổi trẻ chuẩn vương, thật muốn bao nàng năm cái nữ thì làm sao bây giờ? Đây chính là trung cực đế tộc a, cùng cái gì bồ ma nhất tộc, căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp. Ngỗ Nghịch có được thiên tài cấp bất hủ trung cực đế tộc, tại dị vực, cái này cùng tìm chết không khác. Đồ Sơn Minh Phi đã nghĩ đến, nên khuyên như thế nào nói chính mình năm cái nữ nhi. Thực sự không được, khẽ cắn môi mình cũng phải lên. Mà đúng lúc này, một tiếng cười nhạt khẽ nói truyền đến. Chư vị, cách xa nhau mấy chục năm, cũng là tính lâu gặp. Còn có Đát Phi tiền bối, nếu cảm ứng được, cũng hiện thân gặp mặt đi. Quân Tiêu Dao lấy xuống trên mặt bạch cốt mặt nạ, lộ ra phong thần tú giật dung nhan tuyệt thế. Đồ Sơn Ngũ Mỹ xem xét, tất cả đều ngốc trệ. Còn có Đồ Sơn Minh Phi ngửa mặt lên xem xét, cũng là ngây người. Tiêu Dao công tử. Đồ Sơn Minh Phi đầu óc đều là có chút chật mạch. Nàng là nhìn thấy quỷ sao? Tiên sinh, thật chính là tiên sinh sao? Đồ Sơn thuần, cảm giác giống như nằm mơ, vậy mà lại gặp được Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao mỉm cười gật đầu. Có thể là, Đồ Sơn Minh Phi cảm giác có chút hoang đường. Hoàn toàn chính xác, nay quá mức hoang đường. Một cái đã bị nghe đồn vẫn lạc, tên đều yên lặng mấy chục năm nhân vật. Giờ phút này vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa còn trở thành chuẩn đế. Cái này xác thực để cho người ta tư duy đều muốn chập mạch. Mà đúng, lúc này một đạo mềm mại thân ảnh, tại trong đại điện hiển hiện. Trên thân bao phủ vầng sáng mông lung, sau lưng chín đầu mềm mại tuyết trắng đuôi cáo tại hơi hơi lắc lư. Đây là một vị nữ tử, vô hạn mỹ lệ, mang theo tuyệt thế vũ mị, phong thái xúc động lòng người. Chính là Đồ Sơn nhất tộc bất hủ chi vương, cửu vĩ vương Đát Phi. Tại trung cực ách họa một trận chiến bên trong, từng bởi vì thiếu Quân Tiêu Dao một cái nhân tình, đối với hắn có chỗ trợ giúp. Đát Phi tiền bối, lâu gặp. Quân Tiêu Dao cũng là mỉm cười nói. Thật chính là ngươi, Quân Tiêu Dao, có thể là khí tức của ngươi. Đát Phi quyến rũ con ngươi đều là lóe lên một vệt kinh ngạc. Quân Tiêu Dao giờ phút này trên thân tràn ngập hắc ám u minh khí tức, phảng phất một tôn diệt thế minh vương, cùng dĩ vãng khí tức của hắn hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ, sau khi hắn chết bị Quân gia người chôn đến vạn cổ táng thổ, biến thành táng thổ sinh linh, Quân Tiêu Dao thấy thế, mỉm cười. Một thân khí tức cũng là chuyển đổi, đem minh vương thân lực lượng thu hồi. Mái đầu bạc trắng biến thành tóc đen, trên thân phát sáng bừng bừng, thần văn ẩn hiện, cả người khí chất lại lần nữa trở nên trác tuyệt như tiên. Mà này khí tức tản ra, bao quát cửu vĩ vương Đát Phi ở bên trong, mấy con hồ ly trên mặt đều là nổi lên cực độ vẻ khiếp sợ. Này khí tức, là bất hủ chi vương. Chương 2740, chẳng lẽ đoạt xá một tôn đại đế, vạn thế đế bảng bên trên cũng là ngươi? Đồ Sơn Minh Phi cùng Đồ Sơn Ngũ Mỹ, đầu đều là ông ông. Giờ phút này, từ trên người Quân Tiêu Dao tràn ra khí tức, bất ngờ cùng cửu vĩ vương Đát Phi tại một cảnh giới. Không, có lẽ còn càng cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Làm sao có thể, bất hủ chi vương. Đồ Sơn Minh Phi bưng bít lấy môi đỏ, khó có thể tin. Trước đó, Quân Tiêu Dao là chuẩn vương, cũng đủ để cho các nàng chấn kinh 100 năm, tuy nói nghịch thiên đến yêu nghiệt. Bất quá nghĩ đến Quân Tiêu Dao bản thân liền là cái yêu nghiệt. Các nàng cũng miễn cưỡng cưỡng có khả năng tiếp nhận. Nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao triển lộ chân thân, vậy mà đã là bất hủ chi vương. Này liền có chút quá mức đi. Nhớ ngày đó, Đồ Sơn nhất tộc cho Ngũ Mỹ tổ chức chọn rể đại hội. Khi đó, Quân Tiêu Dao ở trong mắt nàng, vẫn là một cái hậu bối, một cái chất lượng tốt con rể. Có thể hiện tại, mới bao nhiêu năm, bất quá mấy chục năm mà thôi, tại trong phàm nhân, có lẽ tính thật lâu. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, cái này xác thực không tính là quá lâu. Chớ nói chi là đối cho các nàng này chút thọ nguyên kéo dài yêu tộc, này chút thời gian càng không tính là gì. Mà liền là trong thời gian ngắn như vậy. Quân Tiêu Dao vậy mà đã trở thành bất hủ chi vương, này nói ra ai mà tin. Dù cho cửu vĩ vương Đát Phi, biểu lộ cũng là mang theo một vệt kinh ngạc chi sắc, lộ ra không thể tin. Nàng đi qua 5 tháng dài đằng đẵng tu luyện, mới thành tựu bất hủ chi vương. Có thể Quân Tiêu Dao mới mấy chục năm, chỉ chớp mắt làm sao lại cùng nàng sánh vai. Lúc trước trung cực ách họa một trận chiến, Quân Tiêu Dao mặc dù tự tay chung kết ách họa, nhưng chủ yếu cũng là dựa vào thần linh pháp thân chờ lực lượng. Khi đó ở trong mắt nàng Quân Tiêu Dao y nguyên chỉ tính là một cái tiểu gia hỏa. Có thể là lúc này mới qua bao lâu, tiểu gia hỏa liền biến thành để cho nàng đều lộ ra khiếp sợ siêu cấp đại gia hỏa. Ngươi, chẳng lẽ đoạt xá một tôn đại đế? Đát Phi vô ý thức mở miệng nói. Thấy này một đám hồ ly khiếp sợ nhỏ bộ dáng, Quân Tiêu Dao cũng là hơi bật cười nói. Đát Phi tiền bối cũng là hài hước. Đát Phi vừa cẩn thận cảm ứng một thoáng Quân Tiêu Dao khí tức, cùng nàng trong ấn tượng cũng không có khác biệt. Ngươi thật đã chứng đạo thành đế. Đát Phi biểu lộ mang theo một vệt phức tạp.
đổi lại bất luận cái gì ngang cấp tồn tại, đều sẽ lộ ra vẻ mặt này. Quân Tiêu Dao yêu nghiệt, làm cho các nàng này loại ngang cấp bất hủ chi vương, ảm đạm phai mờ. Thậm chí, có thể nói có chút xấu hổ vô cùng. Quân Tiêu Dao cũng là lý giải Đát Phi tâm tình. Dù sao hiện tại hắn, cũng là có chút cảm thán. Lúc trước, Quân Tiêu Dao bước vào dị vực lúc, cũng bất quá là chuẩn chí tôn cảnh. Khi đó ở trong mắt Quân Tiêu Dao, bất hủ chi vương xem như một tòa núi lớn. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao lại đến dị vực, hắn tự thân, đã trở thành một tòa núi lớn. Quân Tiêu Dao cũng không có giải thích thêm cái gì. Chỉ nói là những năm này, hắn đi giới hải bên kia. Mà tiên vực nơi này, tựa hồ nghĩ lầm hắn đã triệt để vẫn lạc. Thì ra là thế. Đát Phi khẽ gật đầu. Đát Phi tiền bối, xem ra bởi vì lúc trước ngươi đã giúp ta quan hệ, Đồ Sơn nhất tộc nhận lấy không ít nhằm vào. Quân Tiêu Dao nói. Đát Phi khẽ lắc đầu nói, cũng không cần gọi ta tiền bối, bây giờ dùng thực lực của ngươi, ta lại như thế nào có thể đảm đương xưng hô thế này đâu. Đát Phi thở dài một tiếng. Lúc trước, nàng còn có khả năng đùa giỡn một chút Quân Tiêu Dao cái này soái đệ đệ. Hiện tại là sẽ không như thế làm. Quân Tiêu Dao bây giờ cảnh giới khí tức, khiến cho nàng vị này cửu vĩ vương, đều là cảm thấy từng tia nguy hiểm. Phải biết, Quân Tiêu Dao hẳn là chứng đế không lâu. Thậm chí ngay cả nàng, đều cảm thấy khí tức nguy hiểm. Này đủ để chứng minh, Quân Tiêu Dao thực lực, tuyệt không phải bình thường đại đế có thể so sánh. Nghĩ đến nơi này, Đát Phi giống như là lại nghĩ đến cái gì đó. Hỏi, đúng rồi, đoạn thời gian trước, tiên vực vạn thế đế bảng hiển hóa. Một vị thần bí đại đế siêu thoát bảng danh sách, lưu truyền sôi sùng sục, ngay cả ta giới bên này đều truyền ra. Cái kia thần bí đại đế, chẳng lẽ là ngươi? Vạn thế đế bảng cũng đồng bộ tại tiên vực bên này hiển hóa sao? Quân Tiêu Dao cũng là không nghĩ tới, vạn thế đế bảng cũng sẽ ở cửu thiên tiên vực bên này đồng bộ hiển hóa. Thật chính là ngươi. Đát Phi chúng nữ triệt để bó tay rồi. Quân Tiêu Dao đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt quái vật a? Đồ Sơn Ngũ Mỹ, con ngươi đều là nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, mang theo hừng hực cùng ngưỡng mộ. Dù sao, các nàng đều là đã từng cùng Quân Tiêu Dao động phòng qua. Mặc dù chỉ là diễn một tuồng kịch, bất quá Quân Tiêu Dao là duy nhất có thể dắt các nàng năm người nhân duyên dây đỏ. Thậm chí, Đồ Sơn Minh Phi, còn có cửu vĩ vương Đát Phi nhân duyên dây đỏ, đều có thể dắt tại Quân Tiêu Dao trên thân. Chẳng qua là, Quân Tiêu Dao hiện tại, đã là bất hủ chi vương tồn tại. Mà bất hủ chi vương tại dị vực, địa vị phi phàm. Cho nên bọn họ Ngũ Mỹ, hiện tại tựa hồ cũng có chút câu nệ. Đây là chênh lệch cảnh giới mang đến tự nhiên kính sợ. Đúng rồi, Đát Phi, ta muốn biết một chút liên quan tới dị vực chi loạn từ đầu đến cuối. Quân Tiêu Dao nói. Hắn tới Đồ Sơn nhất tộc, cũng là nghĩ hiểu rõ ràng một chút tình huống. Đát Phi nhìn xem Quân Tiêu Dao, quyến rũ đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lánh. Nàng gật đầu nói. Có khả năng. Đát Phi cũng là giải thích một chút tình huống. Kỳ thật, lần này dị vực chi loạn, chủ yếu là do dị vực trung cực đế tộc chủ đạo. Có cổ lão thiên tai muốn thức tỉnh. Nếu là một cái tới nói, những thiên tai cấp đó bất hủ, không cách nào cùng trung cực ách họa so sánh. Nhưng thiên tai cấp bất hủ cũng không chỉ một vị a. Nếu là triệt để nhắc lên đại chiến, hắn mang tới tai họa, cũng sẽ không so trung cực ách họa yếu bao nhiêu. Đến mức vì sao trung cực đế tộc hiện tại có động tác, Đát Phi cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Dù sao các nàng Đồ Sơn nhất tộc mặc dù cũng là đế tộc, nhưng cùng không thể nói chỗ trung cực đế tộc so sánh, rõ ràng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Có một vị bất hủ chi vương, có thể xưng đế tộc. Có nhiều vị, hoặc là mạnh hơn bất hủ chi vương, có thể xưng đỉnh tiêm đế tộc. Duy chỉ có được thiên tai cấp bất hủ chi vương, hoặc là thiên tai chi tổ tồn tại, mới có thể gọi là trung cực đế tộc. Dù cho Quân Tiêu Dao, trước đó tại dị vực, cũng chỉ cùng một phương trung cực đế tộc từng có tiếp xúc. Cái kia chính là ma thủy nhất tộc, nghe xong Đát Phi một chút nói rõ lý do. Quân Tiêu Dao cũng là trầm tư, xem ra sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Dù cho Đát Phi, cũng không cách nào biết được quá nhiều. Có biện pháp gì hay không, có thể cùng trung cực đế tộc có tiếp xúc. Quân Tiêu Dao hỏi. Đồ Sơn Minh Phi nghe vậy, liền nói, cũng là có một việc. Không lâu sau đó có vẻ như có một vị trung cực đế tộc công chúa, muốn tổ chức sinh nhật yến. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Đây có lẽ là một cái tiếp cận trung cực đế tộc cơ hội. Đát Phi nói, Quân Tiêu Dao, ngươi trở về, hoàn toàn chính xác không phải lúc. Bây giờ lưỡng giới đại chiến bắt đầu, chính vào hỗn loạn thời điểm. Quân Tiêu Dao nói, ta liền là bởi vì việc này mới trở về. Quân Tiêu Dao, ngươi thật sự nghịch thiên, tăng thêm ngươi cỗ kia pháp thân, thực lực có lẽ cũng rất mạnh. Nhưng đây là lưỡng giới đại chiến, không phải một hai người đại chiến. Nếu để cho ngươi vạn năm thời gian, có lẽ khi đó, ngươi thật có thể mạnh đến một người thay đổi hết thảy. Nhưng bây giờ, này loại đẳng cấp lưỡng giới cuộc chiến,
không phải một hai người là có thể cải biến. Daffy nói đảo cũng là lời thật. Lúc trước, nàng cũng nói với Quân Tiêu Dao qua, hắn sau này, như thật có thể triệt để quét ngang dị vực, hy vọng Quân Tiêu Dao có thể buông tha Đồ Sơn đế tộc. Nhưng Daffy suy nghĩ, là tu luyện vạn năm sau này Quân Tiêu Dao có lẽ có thể quét ngang dị vực. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Nghe được Daffy, Quân Tiêu Dao chẳng qua là cười cười không nói lời nào. Daffy tuyệt đối nghĩ không ra. Quân Tiêu Dao có thể cũng không phải là người cô đơn a. Hắn đứng sau lưng chính là toàn bộ giới hải thế lực. Chương 2741, Cửu Thiên Chúa Tế Giả cùng dị vực kết minh, quần hùng tụ hội. Dùng Quân Tiêu Dao hiện tại giới hải danh vọng. Nói hắn giới hải vương, cũng tuyệt không là quá. Dùng Quân Tiêu Dao lực hiệu triệu. Hiệu lệnh giới hải thế lực khắp nơi đối chiến dị vực, không phải việc khó gì. Dầu gì, coi như điều động không được thế lực khác. Chẳng lẽ Vân Thị Đế Tộc, Vân Thánh Đế Cung, còn có hắn chỗ giao hảo những thế lực kia, như Hiên Viên Nhất Tộc các loại, hắn còn điều động không được sao? Chỉ là cỗ lực lượng này, liền đầy đủ khủng bố. Chờ đến lúc đó, giới hải bên kia lỗ sâu không gian triệt để tạo tốt, ổn định lại sau. Vân Thánh Đế Cung chờ giới hải thế lực tới. Tràng diện kia, chật chật, đoán chừng sẽ để cho dị vực chư vương biểu lộ 10 điểm đặc sắc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có lẽ không nhất định. Quân Tiêu Dao cười cười. Daffy thấy thế, không nói gì thêm nữa. Thấy Quân Tiêu Dao thành tựu bất hủ chi vương, nàng cũng rất giật mình. Nàng lúc trước hy vọng Quân Tiêu Dao ngày sau có thể buông tha Đồ Sơn nhất tộc, cũng chính là nhìn chúng hắn yêu nghiệt. Cho rằng tại vạn năm về sau, Quân Tiêu Dao có lẽ sẽ có quét ngang dị vực năng lực. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao cảnh giới, mặc dù cũng làm người ta giật mình, nhưng còn không đạt được quét ngang dị vực năng lực. Mà dựa vào Cửu Thiên Tiên vực lực lượng bây giờ, cũng khó có thể quét ngang dị vực. Không phải Cửu Thiên Tiên vực không mạnh, mà là tại đối phó dị vực đồng thời, Cửu Thiên Tiên vực còn trong đấu. Quân gia, Vô Thượng Tiên Đình Thương Tộc, còn có một cái kiếm chuyện địa phủ. Cửu Thiên Tiên vực căn bản là không có cách đoàn kết lại. Mặt khác, còn có Cửu Thiên Cấm Khu Dương Nghiệt. Đúng rồi, còn có một việc phải nói cho ngươi, Cửu Thiên Cấm Khu Trường Sinh Đế Tôn đám người, thoát vây. Cái gì? Quân Tiêu Dao nhíu mày. Ta giới có nhân vật Vô Thượng ra tay, đem Cửu Thiên Quy Khư chỗ phong ấn xé rách một cái lỗ hổng. Trước đó bị các ngươi phong ấn Trường Sinh Đế Tôn chờ Cửu Thiên cường giả, rời đi. Thiên Cấm Khu Dương Nghiệt đã cùng ta giới kết minh. Đến mức Trường Sinh Đế Tôn, thì không biết tung tích. Quân Tiêu Dao cũng là không nghĩ tới loại chuyện này. Cái kia phụ thân của ta. Daffy nói, phụ thân của ngươi, có vẻ như trước lúc này, liền đã rời đi Cửu Thiên Tiên vực. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Quân Tiêu Dao chìm lông mày. Quân Tiêu Dao nghĩ đến cái gọi là Thái Cổ Minh Ước. Chẳng lẽ phụ thân hắn Quân Vô Hối, đi thương mang tinh không? Nhưng bất luận như thế nào, chuyện này, muốn chờ quân Tiêu Dao trở lại quân gia về sau, mới có thể kỹ càng hiểu rõ. Trước mắt, hắn còn muốn tại dị vực dò xét tra một chút tình huống. Mà bây giờ cục diện, thật có chút phức tạp. Quân Tiêu Dao không nghĩ tới, liền Cửu Thiên Cấm Khu Dương Nghiệt, đều nhúng vào tiến đến. Thánh Linh Chi Tổ đám người vẫn còn tốt liền là Trường Sinh Đế Tôn có chút phiền phức. Vị này tuyệt đối là một cái kiêu hùng, không thể coi thường. Bất quá nghĩ lại, thời gian mấy chục năm, Trường Sinh Đế Tôn đám người thương thế, hẳn là vô pháp hoàn toàn khôi phục. Cho nên cũng là không thể so lo lắng quá mức, trong thời gian ngắn, bọn hắn không lật được trời. Các ngươi nếu tới, trước hết tạm thời đặt chân ở chỗ này. Daffy nói. Đa tạ. Quân Tiêu Dao nói. Tại dị vực nơi này, bao tha cho bọn họ. Đến lúc đó nếu là bị phát hiện, Đồ Sơn nhất tộc sẽ rất nguy hiểm. Mà đã như thế, Daffy đám người cũng là quyết định trợ giúp bọn hắn. Ngày sau như san bằng dị vực, các ngươi Đồ Sơn nhất tộc đem sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí, các ngươi sẽ có được càng nhiều. Quân Tiêu Dao nói. Đây cũng không phải là họa bánh nướng. Chỉ cần là Quân Tiêu Dao đồng minh, Quân Tiêu Dao liền sẽ không bạc đãi. Này tại dĩ vãng, đã được chứng minh vô số lần. Vậy liền đa tạ Tiêu Dao đại đế. Daffy cũng là cười cười. Nàng mặc dù không cho rằng Quân Tiêu Dao bây giờ có thể san bằng dị vực. Nhưng dùng Quân Tiêu Dao tốc độ tu luyện, có lẽ vạn năm thời gian đều không cần. Giao hảo bực này yêu nghiệt, cũng xem như sớm tạo mối quan hệ. Tốt, các ngươi năm cái, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, vậy thì do các ngươi chiêu đãi Tiêu Dao đại đế. Daffy vũ mị cười một tiếng, đối Quân Tiêu Dao trừng mắt nhìn. Sau đó, ánh mắt của nàng, mang theo một luồng thâm thúy, nhìn một chút Quân Tiêu Dao bên người vị kia che mặt cô gái trẻ tuổi. Vậy mà cũng có chuẩn vương khí tức, mà lại cũng lộ ra thâm bất khả trắc. Quả nhiên, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, yêu nghiệt bên người, cũng đều là yêu nghiệt. Daffy nghĩ thầm, sau đó thân hình thoát một cái, rời đi. Chúng nữ nhi, cùng. Tiêu Dao đại nhân thật tốt tâm sự.
Đồ Sơn Minh Phi không ngừng đối Ngũ Mỹ nháy mắt. Phải biết, đây chính là một vị đại đế a, tại dị vực, cái kia chính là vô thượng bất hủ chi vương. Một vị bất hủ chi vương, liền có thể trèo chống một phương đế tộc. Rõ ràng nó địa vị. Mà lại, trước đó Quân Tiêu Dao cùng các nàng, quan hệ còn không sai. Thậm chí còn diễn kịch, vào qua động phòng. Cho nên, này có thể nói là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng mà, Ngũ Mỹ thần sắc đều có một ít câu thúc, cho dù là tối vi hoạt bát xinh đẹp Đồ Sơn Thuần Thuần, giờ phút này cũng là rảo lấy một đôi tay nhỏ. Một bộ đã muốn thân cận, lại có chút câu thúc cảm giác. Như vậy nhỏ bộ dáng, cũng là ta thấy mà yêu. Hà tất như thế câu nệ, chúng ta cũng xem như cố nhân đi. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Đối với người ngoài, hắn có thân là đại đế uy nghiêm. Nhưng đối với cố nhân bằng hữu hắn thái độ rất bình thản, không có chút nào cường giả giá đỡ. Công tử, không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Đồ Sơn oản oản, đôi mắt đẹp ngưng tại Quân Tiêu Dao trên thân. Đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy, chúng ta Ngũ tỷ muội, có thể là cũng còn duy trì thuần khiết chi thân. Là chuyên môn vì công tử giữ lại. Dĩ nhiên, ngoại trừ công tử bên ngoài, cũng không ai có thể nhường tỷ muội chúng ta coi trọng. Đại công chúa Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nói. Nàng một thân đại hồng váy bào, không che giấu được đường cong là lướt. Đúng vậy a, nhớ ngày đó, chúng ta Ngũ tỷ muội cùng công tử cùng một chỗ vào động phòng, cũng là nhất đoạn mỹ diệu trải nghiệm. Đồ Sơn Tiêu Tiêu thở dài một tiếng, mang theo một chút u oán. Một bên, Khương Thánh Y một mặt mê hoặc, nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao. Vào động phòng, hơn nữa còn một thoáng năm cái, khục. Chuyện này có cần phải làm sáng tỏ, ta chẳng qua là đang giúp ngươi nhóm cải tạo tình mộng tiên kinh, chỉ thế thôi. Phát giác được Khương Thánh Y ánh mắt, Quân Tiêu Dao vội ho một tiếng. Hắn tuyệt đối không phải cái gì thê quản nghiêm. Nhưng này nồi, hắn không lưng. Tiêu Dao, như thế chuyện thú vị, vì cái gì đều không cùng ta nói đâu. Khương Thánh Y đôi mắt đẹp trong suốt, dưới khăn che mặt khóe miệng hơi hơi cong lên. Nàng đương nhiên sẽ không tức cái gì. Đối Quân Tiêu Dao, nàng vĩnh viễn là chiều theo. Đúng rồi, tiên sinh, vị này xinh đẹp tỷ tỷ là. Đồ Sơn Thuần Thuần chú ý tới Khương Thánh Y. Khương Thánh Y lộ ra mỉm cười, bóc trên mặt xa, lộ ra một tấm để cho người ta nín hơi dung nhan hoàn mỹ. Đồ Sơn Ngũ Mỹ đều là hơi có chút bừng tỉnh thần. Các nàng năm vị đã coi như là dị vực tuyệt sắc. Nhưng Khương Thánh Y vẻ đẹp, lại như cũ làm cho các nàng kinh ngạc tán thán. Ta gọi Khương Thánh Y, Tiêu Dao là phu quân ta. Khương Thánh Y mím môi cười nhạt nói. Quân Tiêu Dao ở một bên im lặng. Cái này là thân là chính cung thông dong sao. Quang Minh chính đại biểu thị công khai chủ quyền. Đồ Sơn Ngũ Mỹ nghe vậy, trong mắt mắt sắc có chút ảm đạm. Hoàn toàn chính xác, Khương Thánh Y theo phương diện nào tới nói, đều quá mức hoàn mỹ, nghiền ép các nàng. Tu Vi cũng là chuẩn vương, cũng là các nàng không thể bằng. Bất quá, các nàng lại ngược lại nghĩ đến. Dùng thân phận của Quân Tiêu Dao địa vị, không phải chỉ một cái A, vậy các nàng vẫn còn có cơ hội. Sau đó, chủ đề trò chuyện mở, bầu không khí cũng là thong dong rất nhiều. Thấy Quân Tiêu Dao tính cách thái độ, tựa hồ giống như quá khứ. Đồ Sơn Ngũ Mỹ đối Quân Tiêu Dao cũng không nữa như vậy. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt hỏi thăm Quân Tiêu Dao tiếp đó, có hay không có tính toán gì. Quân Tiêu Dao nghĩ đến, hẳn là sẽ còn dò xét một chút dị vực tình huống. Nói như vậy, cũng là có một việc, không biết công tử cảm giác không có hứng thú. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nói. Chuyện gì? Tiếp đó, giống như có một trận ta giới quần hùng tụ hội, có thể sẽ trao đổi một chút liên quan tới Cửu Thiên Tiên vực sự tình. Mặt khác, còn nghe nói, trước đó bắt làm tù binh không ít Cửu Thiên Tiên vực tu sĩ, đến lúc đó có thể sẽ giao dịch cái gì? Tiên vực tù binh? Quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Này trùng quần hùng tụ hội, hắn cũng không có hứng thú. Hắn cùng những người kia, cũng không cùng một đẳng cấp. Bất quá, nói không chừng là cái tìm hiểu tin tức nơi tốt. Mặt khác, một phần vạn cái kia tù binh bên trong, có người hắn quen biết đâu. Mặc dù Quân Tiêu Dao cảm thấy, hắn chỗ nhận biết cùng thế hệ, phần lớn đều hết sức là yêu nghiệt, hẳn là sẽ không tùy tiện bị bắt làm tù binh. Bất quá vẫn là cần xác định một thoáng, cho nên Quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút vẫn là khẽ gật đầu. Cái kia cũng là có thể đi xem một chút. Chương 2742, Minh Hà Đại Châu, Cổ Di Sơn tụ hội, cấm khu dư nghiệt. Sau đó một quãng thời gian, Quân Tiêu Dao cùng Khương Thánh Y liền tạm thời đợi tại Đồ Sơn. Quân Tiêu Dao tùy ý chỉ vào Đồ Sơn Ngũ Mỹ cùng Đồ Sơn Minh Phi một phiên, liền làm cho các nàng tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thậm chí liền Cửu Vĩ Vương Đát Phi đều chủ động mời, cùng Quân Tiêu Dao đàm pháp luận đạo. Cũng chỉ là đàm pháp luận đạo mà thôi. Mặc dù Đát Phi cũng rất muốn làm chút chuyện khác, nhưng đã không phải là nàng muốn làm liền tài giỏi. Cái này khiến Đát Phi không khỏi có chút lòng sinh hối hận. Lúc trước ách họa cuộc chiến sau khi kết thúc, nàng nên nắm Quân Tiêu Dao trói về, khi đó, hắn tuyệt đối khó mà phản kháng.
không giống bây giờ, chỉ có thể làm dương mắt nhìn, muốn ăn đều ăn không đến miệng bên trong. Đát Phi, ngươi đang suy nghĩ gì? Quân Tiêu Dao nhìn xem Đát Phi, rõ ràng là mời hắn tới đàm pháp luận đạo. Làm sao Đát Phi một mực chống đỡ cái cằm, nhìn chằm chằm thân thể của hắn chảy nước miếng. Cái này khiến hắn cảm giác mình giống như là trong mâm một miếng thịt. Xem dung mạo ngươi xuất a. Đát Phi nói ra, chớp chớp hồ ly mị mắt, cuộn lại lông mi rất dài. Quân Tiêu Dao im lặng. Khá lắm, đây là tại khảo nghiệm định lực của hắn a. Không thể không nói, Đát Phi mị thái thản nhiên, tuyệt thế vũ mị, đổi lại bất luận cái gì khác phái đều có chút chịu không nổi. Nhưng Quân Tiêu Dao có thể là người đứng đắn, huống hồ còn có Khương Thánh Y. Không, coi như không có Khương Thánh Y ở bên người, hắn cũng không phải tùy tiện như vậy người. Quân Tiêu Dao là cái giữ mình trong sạch nam nhân tốt. Ai, người ta chẳng qua là cảm thấy, nhân sinh của ta có lớn nhất việc đáng tiếc. Đát Phi thở dài một tiếng mang theo u oán. Ngoại trừ Đát Phi bên ngoài, năm con hồ ly cũng thường xuyên đến tìm Quân Tiêu Dao. Mặc dù các nàng đều lòng mang ngưỡng mộ, nhưng có Khương Thánh Y tại, các nàng cũng không dễ làm cái gì. Các nàng vẫn là có điểm mấu chốt. Chẳng qua là hướng Quân Tiêu Dao học tập tu luyện ngộ đạo. Có đôi khi Đồ Sơn Minh Phi cũng tới tham gia náo nhiệt. Bị một đám hồ ly bao vây, đau nhức cũng vui sướng lấy. Khương Thánh Y giống như là hết sức yên tâm bộ dáng, cũng không có thời thời khắc khắc tại Quân Tiêu Dao bên người. Chính nàng cũng tại tu luyện, ngộ đạo, nghĩ hết sớm chứng đạo, đuổi kịp Quân Tiêu Dao bộ pháp. Đảo mắt, lớn thời gian nửa tháng đi qua. Quần hùng tụ hội sắp tổ chức. Quân Tiêu Dao độc thân xuất phát. Quần hùng tụ hội tổ chức địa điểm, ở vào dị vực Thập Đại Châu một trong Minh Hà Đại Châu. Cũng là chiến thần học phủ chỗ trên mặt đất. Quân Tiêu Dao nhớ tới lúc trước hắn còn từng gia nhập chiến thần học phủ. Ở đây gặp gỡ bất ngờ Lạc Vương, Lạc Tương Linh, càng là trở thành dị vực chiến thần. Kỳ thật ngẫm lại, cũng bất quá chỉ cách xa mấy chục năm mà thôi. Lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Có lẽ, cũng là bởi vì Quân Tiêu Dao cảnh giới bây giờ khác biệt, tâm cảnh cũng khác biệt. Nghĩ đến Lạc Tương Linh, Quân Tiêu Dao cũng là khẽ thở dài một cái. Này đồng dạng là một cái, tại sau lưng của hắn yên lặng trả giá nữ tử. Nàng trả giá có lẽ không giống Khương Thánh Y như vậy, rung động lòng người. Nhưng lại như nàng bản thân, như đưa tình nước chảy, vô thanh vô tức. Quân Tiêu Dao ổn định lại thần tâm, đè xuống trong lòng cảm khái, đi tới tổ chức quần hùng tụ hội địa điểm. Cổ Di Sơn, chính là Minh Hà Đại Châu một tòa cổ xưa thần sơn. Hắn chỗ đặc thù, ở chỗ trên núi, sinh trưởng ra một gốc bán tiên dược cấp bậc cây đào ngọc. Tiên dược cả thế gian ít có. Dù cho Quân Tiêu Dao, trước đó cũng chỉ là đạt được một gốc vũ hóa tiên liên. Sau này tại chứng đạo thành đế thời điểm, bị hắn xem như tư lương cho dùng hết, cho nên, bán tiên dược đã coi như là hết sức đỉnh cấp đồ vật. Lần này quần hùng tụ hội, cây đào ngọc thành thục. Dị vực quần hùng, thì có khả năng một mặt phẩm đào, một mặt thương nghị đối phó tiên vực đủ loại sự tình. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao đi tới Cổ Di Sơn. Cổ Di Sơn thấy núi dốc đứng nguy nga, bao phủ thần hoa, có rất nhiều đình nghỉ mát lầu cáp, tất cả đều tụ đầy người. Mà ở trên đỉnh núi, cái kia gốc tựa như phỉ thúy bích ngọc điêu khắc cây đào ngọc, rực rỡ ngời ngời, phóng xuất ra hào quang rực rỡ. Từng viên ngọc đào, óng ánh sáng long lanh, như chạm ngọc khắc, tản mát ra mùi hương thấm vào lòng người. Quân Tiêu Dao trực tiếp đi vào đỉnh núi. Có thể tới chỗ này, đều là dị vực các tộc địa vị bất phàm tồn tại. Trong đó, thậm chí có chuẩn vương cấp bậc thế hệ trước cường giả nhân vật. Bất quá, cũng không phải là trung cực đế tộc, mà là các đại đế tộc một chút đời trung niên cường giả. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút ưu tú đế tộc hậu bối. Quân Tiêu Dao liền ở trong đó, phát hiện một vị đã từng đụng phải người. Đó là một vị toàn thân bao phủ lập lòe thần hoa nam tử trẻ tuổi. Chính là An Lam đế tử. Lúc trước, Quân Tiêu Dao đi vào dị vực. Dị vực có cái gọi là thất tiểu đế. An Lam đế tử chính là một cái trong số đó. Khi đó, Quân Tiêu Dao liền giết qua thất tiểu đế bên trong phệ thần đế tử đám người. Đến mức An Lam đế tử, bởi vì cùng Quân Tiêu Dao không có sinh ra qua cái gì xung đột, cho nên vẫn như cũ hảo hảo mà sống sót. Bất quá bây giờ nha, cái gọi là thất tiểu đế, ở trong mắt Quân Tiêu Dao, thật như hạt bụi. Đã là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính nhân vật. An Lam đế tử, cảm ứng được ánh mắt, tầm mắt tùy theo nhìn lại. Phát hiện chính là một vị áo trắng tóc trắng, mặt mang bạch cốt mặt nạ, khí chất trong bóng tối lại dẫn thâm bất khả trắc tồn tại. Hắn hơi sững sờ, sau đó đối Quân Tiêu Dao gật đầu ra hiệu một thoáng. Quân Tiêu Dao không để ý đến, An Lam đế tử dừng lại. Hắn dù sao cũng là An Lam đế tộc đế tử, vậy mà liền dạng này bị không để ý tới. A, quần hùng tụ hội, quả nhiên ngọa hổ tàng long, cũng là một cái thú vị tồn tại. An Lam đế tử cảm thấy tưởng tượng, cũng không có so đo cái gì. Sau đó, càng ngày càng nhiều người đến, có thể nói quần hùng đến.
Rất nhiều người đều tại bàn luận trên trời dưới biển, thương nghị rất nhiều chuyện. Ta giới lần này, nhất định phải đánh vào Cửu Thiên Tiên Vực. Không sai, coi như vĩ đại trung cực ách họa không còn nữa thì sao, ta giới thiên tai cổ tổ, cũng có thể mở ra Cửu Thiên Tiên Vực cửa lớn. Một chút dị vực cường giả tại bàn luận trên trời dưới biển. Cũng có người đang đàm luận một ít chuyện khác. Đúng rồi, các ngươi cũng cần phải nghe nói, Cửu Thiên Tiên Vực vạn thế đế bảng buông xuống, tựa hồ là một vị thần bí chí cường đại đế chứng đạo. Cái này đối ta giới tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác, một vị đại đế có lẽ không thay đổi được cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này chứng đạo, mà lại đã vượt ra vạn thế đế bảng. Trình độ nào đó nói, cái này đối ta giới mà nói, không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Không nghĩ tới, Cửu Thiên Tiên Vực lại còn có yêu nghiệt như thế tồn tại. Như thế để cho ta nhớ tới đã từng một người, quân gia cái kia. Đàm luận đến nơi đây, ở đây anh kiệt quần hùng đều là trầm mặc. Quân Tiêu Giao, đây là một cái tại dị vực, tựa như cấm kỵ tên. Tự tay chung kết ách họa, dẫn đến dị vực trận chiến kia thảm bại. Nói thật, nếu không phải hắn đã ngã xuống, ta có lẽ thật sẽ cho rằng, vị thần này bí đại đế liền là hắn. Có người nói, mặc dù dị vực đối Quân Tiêu Giao thống hận đến cực điểm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Quân Tiêu Giao đích thật là một cái xưa nay hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt. Cái kia cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương, coi như hắn còn sống, cũng không có khả năng ngay tại ngắn ngủi này trong vòng mấy chục năm, liền chứng đạo thành đế. Có người phản bác. Không sai, giống như là ta nghĩ nhiều rồi. Lúc này, một vị nam tử bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo lãnh ý nói. Để người này làm cái gì, bất quá là một người chết thôi. Vị nam tử này, khí chất không tầm thường, con ngươi của hắn, là tựa như châu ngọc màu sắc. Mà theo khí tức của hắn có thể thấy được. Hắn tựa hồ cũng không phải là dị vực sinh linh. Một chút dị vực sinh linh nhìn lại, chẳng qua là cười một tiếng. Khó trách cái này người sẽ như này thống hận Quân Tiêu Giao. Hắn là Cửu Thiên Cấm Khu, Thánh Linh Chi Khư sinh linh. Chương 2743, bất quá chó nhà có tang mà thôi, tiện tay diệt sát, gặp lại cố nhân. Lúc trước, hắc ám náo động lắng lại. Trường Sinh Đế Tôn đám người bị phong ấn ở Quy Khư Chi Địa. Mà Cửu Thiên Chi Cấm Khu, cũng là bị tiên vực quần hùng càn quét. Ngoại trừ Mộng Huyễn Không Giới, Côn Luân Khâu, Kiếm Chủng, Tiên Lăng bên ngoài, còn lại cấm khu đều là bị càn quét. Luân Hồi Hải, bởi vì Luân Hồi Tiên Chủ duyên cớ, chỉ có bộ phận tạo hạ tội nghiệt cường giả bị chém giết, mà còn lại cấm khu đều là nhấc lên náo động chủ lực bị thanh tẩy. Nhưng Cửu Thiên Cấm Khu, dù sao tuyên cổ trường tồn, nội tình không yếu, có được đủ loại thủ đoạn. Mặc dù lọt vào huyết tẩy, nhưng cũng không thể không có một đầu cá lọt lưới, cho nên thanh tẩy qua sau, có một số nhỏ cấm khu dư nghiệt trốn. Mà bây giờ, Quy Khư Chi Địa phong ấn bị phá. Ngoại trừ Trường Sinh Đế Tôn không biết tung tích bên ngoài. Còn lại Thánh Linh Chi Tổ, Đế Vẫn Thiên Chủ, Lục Thiên Thú Thần, ba đại chủ tế người. Đều là đầu phục dị vực, lựa chọn cùng dị vực hợp tác. Mà những cái kia cấm khu dư nghiệt, tự nhiên cũng là đi tới dị vực. Trước mắt mở miệng vị nam tử này, chính là Thánh Linh Chi Khư dư nghiệt, tên là Mạc Lưu. Có thể nói, này chút thanh tẩy phế cấm khu. Đối Quân Tiêu Giao hận, tuyệt sẽ không so dị vực yếu, thậm chí càng mạnh. Bọn hắn Cửu Thiên Cấm Khu cao cao tại thượng, hưởng thụ lấy nhìn xuống tiên vực sinh linh khoái cảm. Kết quả một chiều biến thiên, chư cấm khu bị huyết tẩy. Bọn hắn trở thành đào vong chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Cuối cùng bất đắc dĩ, quăng rơi dị vực. Liền hỏi bọn hắn đối Quân Tiêu Giao có hận hay không. Một người chết mà thôi, dù cho có được lại nhiều truyền thuyết, cũng chung quy là một nắm cát vàng. Vị này tên là Mạc Lưu Nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, Mạc Huỳnh nói rất đúng, người này hủy ta cấm khu, vốn là đáng chết, đây là hắn nên được báo ứng. Lại có một vị nam tử hiện thân, trên thân bao trùm lấy đỏ vảy màu đỏ, con ngươi cũng hiện lên màu đỏ thắm, phun ra ánh lửa. Hắn rõ ràng là Cửu Thiên Cấm Khu, Thú Quật Dư Nghiệt. Thú Quật, đồng dạng cùng Quân Tiêu Giao có thủ không đội trời chung. Vị nam tử này bản thể, chính là Bát Trảo Hỏa Ly. Hắn giống như Mạc Lưu, tu vi đều tại tạo hóa thần tôn chi cảnh, thực lực cực kỳ không kém. Ở đây còn lại dị vực tu sĩ nghe đến nơi này, cũng không nói gì. Cửu Thiên Cấm Khu, đối Quân Tiêu Giao thống hận, là bình thường. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Này quần hùng tụ hội, là ta giới tu sĩ tụ hội. Lúc nào, liền chó nhà có tăng đều có tư cách tới tham gia rồi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ ồn ào bầu không khí đều là trong nháy mắt an tĩnh lại. Mạc Lưu cùng Bát Trảo Hỏa Ly, vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Chó nhà có tăng cái từ này, như là thép nguội. Thật sâu vào trong lòng bọn họ, quả thực là xé mở vết sẹo của bọn họ, lại giải lên một tầng muối. Là ai? Mạc Lưu quát lạnh nói. Còn lại dị vực tu sĩ, cũng là lộ ra vẻ không hiểu. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng đồng ý, đám này Cửu Thiên Cấm Khu dư nghiệt,
đích thật là chó nhà có tang, đến đây tìm nơi nương tựa dị vực. Nhưng không thể không nói, bọn hắn cũng không phải tốt trêu chọc. Dù sao đứng phía sau cửu thiên cấm khu ba đại chủ tế người, cận thần cấp tồn tại. Mặc dù thánh linh chi tổ đám người, thương thế còn không có khôi phục. Nhưng dù sao lực uy hiếp ở nơi đó, cho nên, cũng không có người nào, sẽ ngay trước cấm khu sinh linh trước mặt, mắng bọn hắn là chó nhà có tang. Thế nào, nói sai rồi. Một đạo áo trắng tóc trắng, mặt mang bạch cốt mặt nạ thân ảnh, thản nhiên nói. Chính là quân Tiêu Dao. Hắn cũng là không nghĩ tới, còn có thể nơi này, đụng tới cấm khu sinh linh. Đối với này chút nhắc lên hắc ám náo động cấm khu sinh linh, trong lòng của hắn cũng chỉ có lãnh ý. Thấy quân Tiêu Dao, Mạc Lưu ánh mắt lộ ra một vệt lãnh ý. Hắn nói, chúng ta cấm khu cùng các ngươi, chính là quan hệ hợp tác, không phải là phụ thuộc, hy vọng ngươi hiểu rõ điểm này. Quân Tiêu Dao, khí tức nội liễm, Mạc Lưu dò xét không ra cái gì nội tình. Nhưng nhìn một cái, cũng cho người cảm giác, không phải tốt như vậy trêu chọc, cho nên, Mạc Lưu nên cũng không dám quá phận. Hiểu rõ là hiểu rõ, nhưng ta giới mạnh mẽ như thế, cũng không cần thiết cùng cầu hợp tác. Quân Tiêu Dao, không nói nhiều, nhưng tuyệt đối độc, đủ để cho người phá phòng. Ngươi khinh người quá đáng, Mạc Lưu cũng nhịn không được nữa, khí tức bắn ra. Nhưng mà, quân Tiêu Dao chẳng qua là tầm mắt nhàn nhạt quăng rơi, oanh, Mạc Lưu cả người, trực tiếp là bị ép gục xuống, xương cốt đứt gãy. Hắn toát ra vẻ kinh hãi. Vị này nam tử tóc trắng, nhìn qua cũng không phải nhân vật đời trước, nhưng tu vi vậy mà như vậy thâm bất khả chắc. Chờ chút, Mạc Lưu gào thét, muốn nói cái gì? Thế nhưng oanh một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bị đè nát, hóa thành một đám bọt máu. Một bên khác, Bát Trảo Hỏa Ly thấy thế, lộ ra vẻ kinh ngạc, quay người liền muốn đi. Nhưng quân Tiêu Dao cũng chỉ là nhàn nhạt ngước mắt. Một cỗ vô hình lực lượng linh hồn, chấn sát hướng Bát Trảo Hỏa Ly. Bát Trảo Hỏa Ly, hiển lộ ra bản thể, chính là một đầu khổng lồ ly long, có được bát trảo. Hắn toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị ép băng, liền nguyên thần đều trực tiếp vẫn diện. Trong nháy mắt, hai vị cấm khu dư nghiệt bỏ mình. T. Chung quanh một chút dị vực cường giả, nhìn đều là kinh hãi không thôi. Dễ dàng như thế liền diệt sát hai vị tạo hóa thần tôn, chẳng lẽ vị này nam tử tóc trắng là hỗn độn đạo tôn? Như thế tuổi trẻ hỗn độn đạo tôn sao? Mấy người lộ ra vẻ kinh dị. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, quân Tiêu Dao là hỗn độn đạo tôn, liền đã cực độ nghịch thiên, hai vị cấm khu sinh linh ngã xuống, mặc dù đã dẫn phát nghị luận, thế nhưng cũng không có nhắc lên gợn sóng quá lớn. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Kỳ thật dị vực sinh linh, đối cấm khu sinh linh, cũng không có cảm giác gì, lãnh đạm, cho nên cũng không quan tâm bọn hắn sinh tử. Trận này tiểu phong ba, rất nhanh liền đi qua, quần hùng tụ hội tiếp tục tiến hành, sau đó, có dị vực sinh linh, bắt đầu ngắt lấy ngọc đào. Cũng có người đưa cho quân Tiêu Dao, mang theo kính cẩn trí, rõ ràng, quân Tiêu Dao mới vừa biểu hiện, đã khiến cho một chút chú mục. Quân Tiêu Dao nhấm nháp ngọc đào, cũng là hương thơm thơm ngon. Có thể nói, này một khoảng ngọc đào, liền có thể nhường một cái tu sĩ tiến bộ không nhỏ. Nhưng đối với quân Tiêu Dao tới nói, dùng hắn hiện tại tầng cấp, mỗi tiến lên trước một bước, chỗ hao phí tài nguyên cùng năng lượng, đều là khó có thể tưởng tượng, cho nên càng mạnh người, đột phá càng là khó khăn. Nhưng sau khi đột phá sẽ ra so với những người khác càng mạnh. Mà lúc này, có dị vực tu sĩ mở miệng nói. Đúng rồi, đoạn thời gian trước, ta tại biên quan chỗ, bắt lấy mấy cái cửu thiên tiên vực sinh linh, không biết còn có muốn trao đổi. Hắn nói xong, vung tay lên, một ngụm lồng giam hiển hiện, trong đó giam giữ lấy vài vị cửu thiên tiên vực sinh linh. Ta cái này cũng có, chính là cửu thiên tiên vực một phương cổ tộc kiêu tử, lấy ra làm tôi tớ cũng không tệ, có thể dùng đủ loại cổ dược kinh văn trao đổi. Lập tức, nơi này náo nhiệt. Một chút dị vực tu sĩ bắt đầu trao đổi tù binh. Những cửu thiên tiên vực đó tù binh, từng cái trên mặt đều là mang theo khuất nhục hận ý. Bọn hắn tại cửu thiên tiên vực đều là nhân kiệt tinh anh. Hiện tại, đúng là bị cho rằng là hàng hóa tại giao dịch. Quân Tiêu Dao nhìn đến đây, trong mắt cũng lóe lên một vệt lãnh ý, nhưng hắn không có động tác gì. Bởi vì quân Tiêu Dao, cho dù có khả năng cứu một người, hai người, cũng cứu không được toàn bộ. Hắn nếu là đem nơi này tù binh đều lấy đi, cái kia tất nhiên sẽ làm người sinh nghi. Cho nên, quân Tiêu Dao không có vọng động. Mà lúc này, một vị đầu đầy huyết tóc, thân mang huyết bào nam tử, bỗng nhiên mở miệng nói. Ta tu luyện một môn công pháp, cần một tôn lô đỉnh, không biết các vị còn có thích hợp. Tốt nhất là huyết mạch không tầm thường nữ tử, như nếu như mà có, ta có khả năng số tiền lớn trao đổi. Mấy người nghe tiếng nhìn lại, là huyết ma đế tộc huyết lăng phi, không biết hắn lại muốn tu luyện cái gì tà công. Chật chật, bất quá khi hắn lô đỉnh nữ tử đã có thể thảm rồi. Liền chết đều là một loại xa xỉ à. Có người nghị luận. Lập tức, một vị dị vực tu sĩ mở miệng nói.
ta ngược lại thật ra bắt được một vị lai lịch không nhỏ nữ tử, chính là Cửu Thiên Tiên Vực một phương thần triều quận chúa. Không biết phải chăng là hợp ngươi ý? Vị này tu sĩ nói xong, cũng là tế ra một ngụm lồng giam, trong đó giam giữ lấy một vị chật vật, nhưng như cũ tuyệt mỹ nữ tử. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt quăng đi ánh mắt, hơi hơi dừng lại. Chương 2744, gặp lại Vũ Vân Thường, huyết lăng phi lực lượng, tộc thúc ngươi làm sao cũng quỳ rồi. Vị này bị giam tại trong lồng giam nữ tử. Khuôn mặt như vẽ, răng môi óng ánh, xương cốt nhỏ nhắn mềm mại, nội ẩn thần tú. Một tấm khuôn mặt, quốc sắc thiên hương. Chẳng qua là giờ phút này, mang theo tái nhợt, khóe môi còn có máu. Tóc mai tán loạn, có vẻ hơi chật vật. Quân Tiêu Dao tầm mắt sở dĩ dừng lại. Là bởi vì, vị nữ tử này, là người quen. Chính là Vũ Hóa thần triều quận chúa, Vũ Hóa vương muội muội, Vũ Vân Thường, không nghĩ tới nàng đúng là bị bắt lại, trở thành tù binh. Vị nữ tử này, là Vũ Hóa thần triều quận chúa, Vũ Vân Thường, huyết mạch cũng rất bất phàm, hẳn là phù hợp nhu cầu của ngươi đi. Vị này dị vực tu sĩ nhìn về phía huyết lăng phi. Nàng vẫn là hoàn hảo à? Huyết lăng phi đánh giá Vũ Vân Thường, trong mắt cũng là lộ ra một vệt kinh diễm. Nữ tử này hoàn toàn chính xác rất không tệ, phẩm chất cực tốt. Đó là dĩ nhiên, ta chỉ muốn đổi lấy kinh văn cùng cổ dược, không nhúc nhích nàng một chút. Vị này dị vực tu sĩ nói. Mặc dù Vũ Vân Thường cực kỳ xinh đẹp xúc động lòng người, nhưng cầm nàng đem đổi lấy tu luyện vật tư, rõ ràng vẫn là càng đáng giá. Huyết lăng phi trên mặt ý cười càng đậm. Hắn khẽ gật đầu, mang theo vẻ hài lòng nói. Được, không sai, chính hợp ý ta muốn. Huyết lăng phi vung tay lên, rất nhiều tài nguyên tu luyện hiển hiện. Thân là đế tộc tinh anh, hắn tài nguyên còn là không ít. Vị kia dị vực tu sĩ, hai con ngươi sáng lên. Mà trong lòng Vũ Vân Thường, nhìn huyết lăng phi liếc mắt, bờ môi giảo địa hơi hơi chảy ra máu. Huyết ma đế tộc, xem như dị vực uy tín lâu năm cường tộc. Trưởng khống bản mệnh máu đạo thần thông, có thể huyết dịch ngưng binh. Mà huyết ma đế tộc nhất số danh chiêu lấy, là tộc bên trong có lấy rất nhiều tà ác huyết đạo song tu công pháp. Dĩ vãng, huyết ma đế tộc đã từng bắt làm tù binh không ít Cửu Thiên Tiên vực nữ tử, nghe nói xuống chàng đều cực kỳ thê thảm. Này huyết lăng phi, thân là huyết ma đế tộc tinh anh, danh tiếng cũng không yếu. Có thể tưởng tượng, nếu là rơi vào trong tay của hắn, thật chính là sống không bằng chết, liền chết đều là một loại xa xỉ. Ở đây, cho dù là một chút dị vực tu sĩ, nhìn về phía Vũ Vân Thường tầm mắt, đều là mang theo một loại thương hại. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không vì ngươi sử dụng. Vũ Vân Thường lạnh giọng nói. Huyết lăng phi cũng là cũng không ngại, cười cười, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Yên tâm, tiểu mỹ nhân, rơi vào trong tay của ta, ngươi nghĩ tự vận đều là một kiện hết sức chuyện khó khăn. Nghe đến nơi này, Vũ Vân Thường trong đôi mắt đẹp mơ hồ toát ra một vệt nỗi lòng tuyệt vọng. Nàng nhắm mắt lại. Nàng nghĩ đến huynh trưởng của nàng, Vũ Hóa Vương. Đương nhiên, còn có cái kia một đạo áo trắng thân ảnh. Tại truyền ra quân Tiêu Dao ngã xuống thời điểm, Vũ Vân Thường phảng phất nghe được lòng của mình vỡ vụn. Nàng đã từng đi tế bái qua quân Tiêu Dao mộ chôn quần áo và di vật, ở nơi đó đứng sừng sững thật lâu, yên lặng rơi lệ. Mà bây giờ, nàng hẳn là cũng sắp giải thoát rồi. Người trọng yếu mất đi. Nhưng lúc này, Vũ Vân Thường bên tai, chợt nghe một thanh âm. Cái thanh âm này, giống như là có chút quen thuộc. Cô gái này, ta muốn. Vũ Vân Thường đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Thấy, là một đạo áo trắng tóc trắng, dáng người thon dài như trúc trên mặt mang theo bạch cốt mặt nạ thân ảnh. Vũ Vân Thường hơi há ra môi, lại nói không ra lời. Thanh âm kia quá giống. Thế nhưng, này đạo bạch áo thân ảnh, trên thân hình như có hắc ám khí tức biến mất. Cùng trong trí nhớ hắn có chênh lệch. Chẳng qua là trùng hợp sao, hay là bởi vì, nàng quá mức tưởng niệm, cho nên trong lúc vô hình dùng thanh âm của hắn tới thay thế đâu. Vũ Vân Thường không biết. Bên này, nghe được quân Tiêu Dao. Huyết lăng phi nhíu nhíu mày. Các hạ, ngươi này có chút hơi quá, cô gái này là ta trước nhìn chúng. Mới vừa, quân Tiêu Dao tiện tay gạt bỏ Mạc Lưu đám người, huyết lăng phi cũng nhìn thấy. Cho nên thái độ, mới không coi là quá mức hung hăng càn quấy. Bằng không, đổi lại những người khác, huyết lăng phi đã sớm ra tay rồi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Ta nhìn chúng, liền là của ta. Lạnh nhạt ngữ khí, nhưng không để vi phạm. Cái này người đến tột cùng là gì lai lịch, liền huyết ma đế tộc đều không để trong mắt. Hắn chẳng lẽ không biết, còn có một vị huyết ma đế tộc chuẩn vương ở đây sao? Chung quanh chuyển đến nghị luận. Huyết lăng phi cho mày, trong mắt lóe lên một vệt huyết quang. Quân Tiêu Dao trước đó thực lực mặc dù làm người kinh ngạc, nhưng huyết lăng phi cũng không yếu. Hắn có lẽ so ra kém quân Tiêu Dao, nhưng huyết ma đế tộc tới, cũng không chỉ có hắn. Còn có một vị huyết ma đế tộc uy tín lâu năm chuẩn vương, là hắn tộc thúc. Cách đó không xa, một vị huyết bào nam tử trung niên, nhắm mắt bàn ngồi tại trên một khối nham thạch.
Chuẩn Vương địa vị, mặc dù không bằng Bất Hủ Chi Vương, nhưng ở dị vực, cũng là ngàn tỷ sinh linh phía trên tồn tại. Nghĩ đến vị này tộc thúc, Huyết Lăng Phi có niềm tin. Hắn sắc mặt mang theo một vệt nghiền ngẫm lạnh lẽo. A, thật đúng là cho thể diện mà không cần. Hiện tại, ở trước mặt ta, quỳ xuống dập đầu, thỉnh cầu tha thứ, ta còn có khả năng nhân từ, tha cho ngươi một cái mạng. Huyết Lăng Phi hơi hơi hất cằm lên. Quân Tiêu Dao không nói gì, chẳng qua là ánh mắt rủ xuống. Oanh, Huyết Lăng Phi cả người, đều là nhận áp bách, tầng tầng quỳ trên mặt đất. Toàn thân đều có máu tươi tại bắn ra. Hắn nhịn không được phát ra, kêu đau kêu thảm, lớn tiếng quát ầm lên. Tộc thúc, cứu ta. Bên kia, Huyết Bảo nam tử trung niên, đột nhiên mở ra hai con ngươi, tầm mắt như huyết kiếm. Ta Huyết Ma đế tộc, không cho người khác khinh nhục. Nam tử trung niên đứng dậy, trực tiếp là muốn đối lấy Quân Tiêu Dao chấn áp tới. Hắn bất luận Quân Tiêu Dao có bối cảnh gì. Trước chấn áp lại nói, không phải Huyết Ma đế tộc mặt hướng chỗ nào đặt, nam tử trung niên giơ tay lên. Huyết dịch nghịch lưu bắn ra, ngưng tụ làm một cây huyết sắc trường mâu. Đồng thời, một thân chuẩn đế khí tức bộc phát ra. Rõ ràng là tam kiếp chuẩn đế tu vi. Cỗ này minh mông khí tức, lượn lờ vì huyết sắc mây khói, khiến cho ở đây chỗ có dị vực tu sĩ, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng rút lui. Cái này là chuẩn vương uy thế à? Chuẩn vương giận dữ, thiên địa biến sắc. Người tuổi trẻ kia phải xui xẻo. Mấy người nhìn về phía Quân Tiêu Dao, ánh mắt bên trong cũng là mang theo vẻ đồng tình. Nhưng mà, dưới mặt nạ, Quân Tiêu Dao mí mắt cũng lười nhấc. Hắn bước ra một bước, mà một màn kế tiếp, làm cho cả quần hùng tụ hội. Chỗ có dị vực tu sĩ sinh linh, da đầu đều là nổ tung, oanh, nhưng thấy cái kia Huyết Ma đế tộc chuẩn vương, vậy mà cũng bị một cỗ thao thiên uy áp chỗ trấn trụ. Cả người đồng dạng quỳ xuống, toàn thân máu tươi bắn ra, vừa vặn liền quỳ gối Huyết Lăng Phi bên cạnh, vô số dị vực sinh linh, giờ phút này biểu lộ, chấn kinh đến có chút buồn cười. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một vị chuẩn vương, cứ như vậy trực tiếp quỳ rồi. Tộc thúc, ngươi làm sao cũng quỳ rồi. Một bên, Huyết Lăng Phi thấy cảnh này, tư duy chập mạch, trong óc trống rỗng, ngốc ngốc hỏi. Hắn quỳ còn chưa tính. Hắn tộc thúc có thể là đường đường chuẩn vương cường giả, làm sao cũng quỳ rồi. Mà Huyết Ma đế tộc vị này chuẩn vương, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, một hai trong mắt đều muốn chừng đến nổi gồ lên. Chuẩn vương, mà lại, so với ta mạnh hơn quá nhiều. Huyết Ma đế tộc chuẩn vương. Vô pháp tin, đây quả thực gặp quỷ, ở đây dị vực quần hùng, cũng đều không ngốc. Phát giác được giờ phút này Quân Tiêu Dao khí tức, mang theo nồng đậm hắc ám minh khí. Mà lại cái kia cỗ uy thế, khiến cho người nghẹt thở. Chính là chuẩn vương vô thượng uy áp, mà lại so sánh dưới. Thậm chí cái kia Huyết Ma đế tộc chuẩn vương, đều không coi vào đâu, vô pháp cùng hắn đánh đồng. Như thế nào, đây cũng là một vị tuổi trẻ hậu bối, cũng không phải gì đó uy tín lâu năm chuẩn vương. Chẳng lẽ, hắn là đến từ trung cực đế tộc, nghĩ đến loại khả năng này, toàn trường chỗ có dị vực sinh linh, đều là hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập rung động. Chương 2745, Huyết Ma đế tộc nhận sợ, dị vực cơ duyên, Lạc Tương Linh tin tức. Trung cực đế tộc, tại dị vực địa vị, thì tương đương với quân gia, tiên đình, địa phủ, thương tộc, tại cửu thiên tiên vực địa vị. Trung cực đế tộc, giấu quá sâu, nội tình không cách nào tưởng tượng. Mà trong đó, có ngủ say tuổi trẻ chuẩn vương, phù bụi chư thế, đều có lai lịch lớn. Có cổ lão vô thượng tồn tại hậu bối dòng dõi, có thiên tai cấp cổ tổ truyền nhân các loại. Có thể nói, cái này tuổi trẻ chuẩn vương xuất thế, đây tuyệt đối là không người dám trêu tồn tại. Trong đó, một chút thực lực nghịch thiên tồn tại, thậm chí có thể tại chuẩn vương chi cảnh, liền có thể cùng Bất Hủ Chi Vương sơ bộ giao thủ. Này đã cực độ khủng bố. Mà về phần này chút đế tộc uy tín lâu năm chuẩn vương, cùng trung cực đế tộc tuổi trẻ chuẩn vương so sánh. Mặc dù đều là giống nhau cảnh giới, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người, phát giác được Quân Tiêu Dao bàng bạc tràn đầy khí tức. Đều biết, đây tuyệt đối là một vị trẻ tuổi. Mà lại khí tức bên trong, còn có hắc ám u minh khí. Rõ ràng kỳ lai lịch cũng không tầm thường. Cũng khó trách mọi người có thể như vậy nghĩ. Quân Tiêu Dao đơn giản hoàn mỹ phù hợp trung cực đế tộc tuổi trẻ chuẩn vương tiêu chuẩn. Huyết Lăng Phi nghe được những nghị luận kia. Sắc mặt của hắn đã là tái nhợt tới cực điểm. Hàm răng đều tại không ở phát run. Trung cực đế tộc tuổi trẻ chuẩn vương. Huyết Lăng Phi ngữ khí đều đang run rẩy. Hắn vậy mà tại cùng bực này tồn tại đoạt nữ nhân. Đây quả thực là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết. Đại nhân, đây là một cái lầm lại. Huyết Lăng Phi lời còn chưa nói hết. Bạch cốt dưới mặt nạ, Quân Tiêu Dao ánh mắt nhàn nhạt rủ xuống. Huyết Lăng Phi chỉnh thân thể đều nổ tung, liên đới nguyên thần trực tiếp nổ diện. Cái kia tràn ra máu, điểm điểm rơi ở một bên Huyết Ma đế tộc chuẩn vương lên. Nhưng cho dù là vị này chuẩn vương, cũng không dám nói thêm gì nữa.
ta giết người tộc hậu nhân có hay không cần muốn trả giá đắt. Quân Tiêu Dao ánh mắt nhìn về phía huyết ma đế tộc Chuẩn Vương. Vị này Chuẩn Vương thấy thế, mắt lộ ra hoảng sợ, vội vàng lắc đầu nói, không, dĩ nhiên không cần, là hắn có mắt không tròng, cũng là hắn đáng đời. Vị này Chuẩn Vương, cầu sinh dục cực cường, mặc dù đều ở vào chuẩn đế cảnh giới. Nhưng vị này Chuẩn Vương cảm giác Quân Tiêu Dao một chiêu liền có thể miểu sát hắn. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Quân Tiêu Dao Minh Vương thân, mặc dù còn chưa chứng đế, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đối phó một cái tam kiếp chuẩn đế, tự nhiên không tốn sức chút nào. Quân Tiêu Dao không tiếp tục để ý, vị kia huyết ma đế tộc Chuẩn Vương, cảm giác áp lực chợt tùng. Hắn cũng là thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó đối Quân Tiêu Dao hơi hơi chắp tay, lập tức thối lui. Mặc dù hết sức mất mặt, nhưng mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh tốt. Đến mức lòng mang oán hận trả thù, bọn hắn còn không có ngốc đến muốn đi đối phó trung cực đế tộc tuổi trẻ Chuẩn Vương. Căn bản liền mảy may ý nghĩ đều không có. Quân Tiêu Dao ngược lại nhìn về phía Vũ Vân Thường. Trung cực đế tộc tuổi trẻ Chuẩn Vương. Vũ Vân Thường trong lòng tự nói. Quả nhiên, là ảo giác của nàng sao, bất quá, bực này nhân vật, mỗi một cái, đều là đối tiên vực cự đại uy hiếp. Bởi vì này chút trung cực đế tộc tuổi trẻ Chuẩn Vương, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai đều là thành tựu bất hủ chi vương nhân vật. Ta muốn cô gái này, ngươi cần gì? Quân Tiêu Dao nhìn về phía cái kia dị vực tu sĩ. Vị kia dị vực tu sĩ, cái trán che kín mồ hôi lạnh, vội vàng khoát tay nói. Không. Không cần, có thể vì đại nhân hiến lực, là vinh hạnh của tại hạ. Quân Tiêu Dao trong nháy mắt, một ít gì đó đã rơi vào tu sĩ kia trong tay. Tu sĩ thấy thế, mừng rỡ không thôi. Quân Tiêu Dao tầm mắt sao mà cao, cho dù là hắn cảm thấy rác rưởi đồ vật, ở trong mắt những người khác, cũng là tuyệt đối chí bảo. Thấy Quân Tiêu Dao ra tay xa hoa như vậy, chung quanh một chút dị vực tu sĩ, càng là kiên định ý nghĩ trong lòng. Quả nhiên, vị này tóc trắng công tử, tuyệt đối xuất thân trung cực đế tộc. Vậy mà có thể tiện tay đưa ra bực này bảo bối. Liền không biết là phương nào trung cực đế tộc Chuẩn Vương. Những cái kia ngủ say khôi phục tuổi trẻ Chuẩn Vương, từng cái lai lịch bí ẩn phi phàm. Bình thường dị vực sinh linh, căn bản không rõ ràng trong đó tình huống. Càng có một ít dị vực nữ tính, trong mắt đẹp lập lòe ánh sáng, nhìn về phía Quân Tiêu Dao tầm mắt tràn ngập dị sắc. Mặc dù Quân Tiêu Dao trên mặt mang theo bạch cốt mặt nạ, nhưng này thon dài dáng người, áo trắng tóc trắng, không một không biểu lộ. Đây tuyệt đối là một vị tuyệt thế công tử. Bất quá, trở ngại thân phận của Quân Tiêu Dao, cũng là không có người nào dám mạo hiểm nhưng tiến lên đáp lời quấy rầy. Quân Tiêu Dao đem Vũ Vân Thường theo trong lồng giam thả ra, cũng không nói gì, quay người liền muốn mang theo nàng rời đi. Vũ Vân Thường cũng là yên lặng. Nàng thấy được vị này công tử áo trắng thực lực, không phải nàng có thể dãy dụa phản kháng tồn tại. Nhưng vào lúc này, một vị khí chất bất phàm nam tử trẻ tuổi tiến lên. Đối Quân Tiêu Dao hơi hơi chắp tay cười một tiếng. Đạo huynh là muốn chuẩn bị rời đi à, gì không ở thêm một thoáng, cũng tốt kết giao một phiên. Vị này nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, chảy xuôi sáng chói mang. Chính là An Lam đế tử. Là An Lam đế tử, vẫn là hắn gan lớn a, dám trực tiếp tiến lên đáp lời. Dù sao An Lam đế tộc cũng không đơn giản, bọn hắn nhất tộc cái vị kia cổ tổ, tại bất hủ chi vương bên trong, bài danh cũng không tính là thấp. Mấy người đang nghị luận, An Lam nhất tộc, mặc dù không phải trung cực đế tộc, nhưng bộ tộc này cổ tổ thật không đơn giản, thực lực tại một đám dị vực bất hủ chi vương bên trong, đều là xếp hàng đầu, cho nên An Lam đế tộc địa vị, cũng không thấp. Quân Tiêu Dao không nói thêm gì. Những người này, đưa hắn hiểu lầm thành trung cực đế tộc tuổi trẻ Chuẩn Vương. Cũng vừa tốt thuận tiện. Hắn nói nhiều rồi, ngược lại dễ dàng ra chỗ sơ suất. Thấy Quân Tiêu Dao không nói. An Lam đế tử mỉm cười, chủ động mở ra đề tài nói. Đúng rồi, còn không biết được đạo huynh tính danh. Quân Tiêu Dao đạm nói, Dạ Quân Lâm. Dạ Quân Lâm. Chung quanh, một đám người đều tại dựng lỗ tai lắng nghe. Nghe được cái tên này, bọn hắn cảm thấy rất lạ lẫm, chưa từng nghe nói qua. Bất quá nghĩ lại, trung cực đế tộc vốn là thần bí. Những cái kia phủ bụi thật lâu tuổi trẻ Chuẩn Vương, càng là lai lịch phi phàm. Chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. An Lam đế tử cũng là mỉm cười nói, nguyên lai là Dạ huynh, thực lực làm người kinh ngạc tán thán. Chắc hẳn, nếu là lấy Dạ huynh tu vi đi sông Thiên Ngục, hẳn là có thể đánh phá kỷ lục đi. Thiên Ngục. An Lam đế tử tiếp theo nói, không sai. Thiên Ngục là ta giới giam giữ cửu thiên tiên vực tù binh địa phương, trong đó có rất cường đại tồn tại. Nghe nói tại chỗ sâu nhất, thậm chí có đế cảnh bị trấn áp ở trong đó, đây chính là tương đương với ta giới bất hủ chi vương tồn tại. Mà lại gần nhất đạo nguyên của điện sắp mở, chỉ có xông qua Thiên Ngục 10 tầng trở lên, mới có tư cách tiến vào trong đó, thu hoạch tiên thiên đạo nguyên.
trong đó thậm chí còn có đế tộc chư vương để lại đường ngấn khắc họa, đối với đạo huynh bực này chuẩn vương, hẳn là có trợ giúp thật lớn. An Lam đế tử, tựa hồ là muốn giao hảo quân Tiêu Dao, cho nên cũng là tiết lộ không ít tin tức. Quân Tiêu Dao cũng hiểu được, cái gọi là thiên ngục giam giữ tù binh, kỳ thật cũng là cho này chút dị vực tu sĩ đá mài đao, có thể ma luyện bọn hắn chiến đấu kỹ nghệ. Thì tương đương với bồi luyện, chẳng qua là lấy mạng bồi luyện mà thôi. Như là chết liền lại đem mặt khác tù binh giam giữ đi vào. Đến mức cái gọi là đạo nguyên cổ điện, chính là dị vực một chỗ cơ duyên, là từ chư đế tộc chung nhau chế tạo. Bình thường sẽ cách xa nhau thời gian rất lâu, mới sẽ mở ra một lần. Mà bây giờ lưỡng giới đại chiến, cũng là vì bồi dưỡng bọn hắn này một giới tinh anh, hết thảy mới ngoài định mức mở ra một lần. Quân Tiêu Dao nghe nói, trong lòng suy tư. Như thế một cái nhường Minh Vương thân tích lũy nội tình cơ hội. Dù sao hắn Minh Vương thân chỉ ở chuẩn đế cảnh giới, mặc dù cách đại đế cũng không xa, nhưng có những cơ duyên này, tốc độ sẽ nhanh hơn. Thấy Quân Tiêu Dao cố ý, An Lam đế tử càng là khẽ mỉm cười nói. Mặt khác, dùng đạo huynh thực lực có lẽ có thể xông vào thiên ngục chỗ sâu, đụng phải ta giới vị kia bạn vương. Bạn vương, người nào? Quân Tiêu Dao hỏi. Đã từng chiến thần học phủ Lạc Vương, Lạc Tương Linh. Chương 2746, địa ngục điểu nhất tộc, sẽ bị xóa đi, Vũ Vân thường tình cảm Lạc Tương Linh. Quân Tiêu Dao khí tức trầm định, không có lộ ra mảy may dị trạng. Hắn chẳng qua là thản nhiên nói, nếu là chuẩn vương, thực lực kia cũng cần phải không yếu, liền khinh địch như vậy bị trấn áp rồi. Thấy Quân Tiêu Dao cuối cùng chủ động hỏi ý, An Lam đế tử trong mắt cũng là, lóe lên một vệt ý cười. Cùng bực này nhân vật kết giao, giá trị vô tận. Dù cho chẳng qua là có thể liên lụy mấy câu, ngày sau cũng tuyệt đối sẽ được lợi. Hắn cũng là nói, cái kia Lạc Vương, bất quá là vì thay quân đế đình nhân mã đoạn hậu, lựa chọn một mình mà chiến. Về sau, dẫn động ta giới một vị bất hủ chi vương, địa ngục điểu nhất tộc vương ra tay đem hắn trấn áp. Cuối cùng bị giam giữ tại thiên ngục. Địa ngục điểu nhất tộc, chính là dị vực nhất mạch đỉnh cấp đế tộc, thực lực vô cùng không kém. Tại dị vực cũng có rất cao uy vọng, chịu bát phương cúng bái. Mặc dù không bằng trung cực đế tộc, nhưng cũng so với bình thường đế tộc uy thế long trọng. Quân Tiêu Dao trong lòng, nhớ kỹ bộ tộc này tên. Bộ tộc này, ngày sau sẽ bị xóa đi, không tồn tại ở phương thiên địa này. Quân Tiêu Dao, một ý niệm, liền cho một phương này đỉnh cấp đế tộc định ra kết cục. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra đối ngày này ngục thấy hứng thú. Quân Tiêu Dao cười một tiếng. Chẳng qua là, nụ cười kia băng lãnh, bị bạch cốt mặt nạ che giấu, An Lam đế tử không nhìn thấy. Hắn cũng là cười một tiếng nói, vậy thì tốt, sau nửa tháng, liền là thiên ngục lại mở tháng ngày. Đến lúc đó liền chậm đợi đạo huynh đánh phá kỷ lục. An Lam đế tử nói xong, cũng không có dây dưa nữa Quân Tiêu Dao. Có chừng có mực, mới sẽ không khiến người chán ghét phiền. Quân Tiêu Dao mang theo Vũ Vân Thường, rời đi Cổ Di Sơn. Tại hắn sau khi rời đi, ở đây quần hùng, vẫn còn tại thảo luận hắn, phát ra chật chật cảm thán. Đều đang suy đoán, Quân Tiêu Dao đến tột cùng là phương nào trung cực đế tộc ra tới vương. Nếu là vị này có thể thành đạo, không biết phải chăng là, có thể cùng tiên vực vị kia đánh vỡ vạn thế đế bảng thần bí đại đế so sánh. Không rõ ràng, vẫn phải nhìn hắn về sau biểu hiện, nhưng ta nghĩ, cái này người tại ta giới, đã là tuyệt đối yêu nghiệt. Tiếp đó, hẳn là còn sẽ có trung cực đế tộc chuẩn vương xuất thế, hành tẩu thiên hạ, thật chờ mong ngày đó a. Đúng vậy a, đến lúc đó tuyệt đối có thể cho cửu thiên tiên vực tinh anh, mang đến kinh hỉ. Nói không chừng đến lúc đó, ta giới một vị tuổi trẻ chuẩn vương, liền có thể quét ngang cửu thiên tiên vực một đám yêu nghiệt. Mấy người vẫn còn tại nghị luận. Một bên khác, Quân Tiêu Dao cùng Vũ Vân Thường, ngự không mà đi, sau đó, tại một chỗ đỉnh núi ở lại mà xuống. Vũ Vân Thường nhìn xem cái kia áo trắng tóc trắng thân ảnh, thấp thỏm trong lòng. Nàng hiểu rõ, tại bực này nhân vật trước mặt, nàng là thật liền tự vận năng lực đều không có. Quân Tiêu Dao quay người, đưa tay lấy xuống trên mặt bạch cốt mặt nạ, lạnh nhạt nói, Vũ cô nương, cũng là lâu gặp. Nhìn xem cái kia dưới mặt nạ tuấn tú tuyệt thế khuôn mặt. Vũ Vân Thường ngây ngẩn cả người. Đôi mắt ngưng lại, sau đó vành mắt đỏ lên. Thật chính là hắn. Không phải nàng sinh đã sinh cái gì ảo giác, thật chính là hắn. Ta đang nằm mơ sao? Vũ Vân Thường cũng không biết Quân Tiêu Dao chuyển sinh giới hải sự tình. Cho nên nàng cũng coi là Quân Tiêu Dao đã vẫn lạc. Còn từng đi Quân Tiêu Dao mộ chôn quần áo và di vật tế bái qua. Thế nhưng hiện tại, vị này ngày nhớ đêm mong người, cứ như vậy lập ở trước mắt. Vũ Vân Thường thật sự có loại giống như đang nằm mơ không chân thật. Ở trong đó sự tình khúc chiết, nhất thời cũng khó có thể nói rõ. Tổng mà nói là ta. Quân Tiêu Dao nói. Vũ Vân Thường, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nàng ngưng xem lấy nam tử trước mặt, ở trong lòng lưu lại khắc ấn. Hắn giống như biến một chút, lại giống như cùng lúc trước một dạng.
Vũ Vân Thường rất muốn tiến lên ôm. Nhưng nàng biết, nàng và Quân Tiêu Dao quan hệ, còn không có tốt đến loại trình độ này. Chớ nói chi là, đã từng ca ca của nàng Vũ Hóa Vương, còn phản bội qua Quân Tiêu Dao, cho nên, nàng không có tư cách. Quân công tử, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Vũ Vân Thường lộ ra một vệt tái nhợt ý cười. Quân Tiêu Dao nhìn xem Vũ Vân Thường, cảm thấy nữ tử này, có chút khác biệt. Sơ kiến lúc, nàng là Vũ Hóa Thần Triều Quận Chúa, nhận hết sủng ái, mang theo ngây thơ cùng xinh đẹp. Thế nhưng hiện tại, Vũ Vân Thường lộ ra thành thục rất nhiều. Ngươi bị dị vực bắt làm tù binh, vậy ngươi ca đâu? Quân Tiêu Dao tùy ý hỏi. Hắn chỗ, tự nhiên là Vũ Hóa Vương. Đã từng bị hắn xem như bằng hữu, rồi lại phản bội hắn người. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không có để ý chuyện cũ như gió, hắn sớm đã không để ở trong lòng. Mà Vũ Vân Thường nghe đến nơi này, khóe mắt đột ngột hạ xuống một giọt nước mắt. Huynh trưởng hắn. Chết trận, ừm. Quân Tiêu Dao nhìn xem Vũ Vân Thường. Vũ Vân Thường vành mắt ửng hồng. Huynh trưởng hắn, tại phản bội quân công tử ngươi về sau, một mực có hối hận, cũng một mực lẻ loi một mình. Mà ta, cũng bởi vì việc này, cùng huynh trưởng một mực lòng có kẽ hở. Sau này, dị vực náo động, đại chiến mở ra. Huynh trưởng hắn, một lòng đánh giết dị tộc sinh linh, tựa hồ là muốn quên lại này loại cảm giác tội lỗi. Cuối cùng lại chết trận, bị dị vực cường giả đánh giết. Vũ Vân Thường nói đến đây, tay ngọc dụi mắt một cái. Mặc dù nàng không muốn khóc, nhưng lại có nghẹn ngào. Quân Tiêu Dao nghe xong, im lặng. Lại quay đầu, hết thảy ân cừu, lại như kính hoa thủy nguyệt. Đã từng cùng hắn làm bằng hữu, lại phản bội hắn Vũ Hóa Vương, không nghĩ tới cứ như vậy vẫn lạc. Quân Tiêu Dao không nói gì, chẳng qua là một tiếng thở dài. Hắn cũng xem như hiểu rõ, Vũ Vân Thường trở nên thành thục nguyên nhân. Dù sao trải qua loại chuyện này, luôn là có thể khiến người ta trưởng thành. Quân Tiêu Dao, ngoại trừ một tiếng thổn thức, cũng sẽ không làm cái gì. Dù sao, Vũ Hóa Vương phản bội qua hắn. Hắn không có trực tiếp lấy Vũ Hóa Vương mệnh, đã là một loại nhân từ. Đương nhiên sẽ không nói muốn giúp hắn báo thù cái gì. Vũ Vân Thường rõ ràng cũng biết điểm này, cho nên nàng cũng không nói gì. Cái này, uống vào đi. Quân Tiêu Dao phất tay, tế ra một đoàn chất lỏng. Đang là sinh mệnh chi tuyển nước suối, có thể trợ giúp Vũ Vân Thường khôi phục thương thế. Đa tạ quân công tử. Vũ Vân Thường lộ ra cảm kích. Nàng, đối Quân Tiêu Dao lòng sinh ái mộ. Mặc dù tại cho rằng Quân Tiêu Dao đã ngã xuống tình huống dưới. Này trong mấy chục năm, nàng cũng lại không có vì những thứ khác nam tử tâm động qua. Cái gọi là vừa gặp Tiêu Dao lầm cả đời, chính là như thế. Nhưng bây giờ, ngày nhớ đêm mong người đang ở trước mắt. Vũ Vân Thường lại khiếp đảm. Nàng biết, Quân Tiêu Dao lại lần nữa trở về, đã mạnh đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Hắn so lúc trước, càng thêm siêu nhiên tuyệt thế, cũng càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Nàng liền ngưỡng vọng, đều ngưỡng trông không đến. Chân ái, là muốn đụng vào rồi lại thu hồi tay. Tốt, chúng ta đi trước đi. Quân Tiêu Dao đối Vũ Vân Thường cười cười, quay người, áo trắng tóc trắng, đột nhiên như tiên. Giống như trên trời ánh trăng sáng. Vũ Vân Thường, thật sâu ngóng nhìn một màn này. Trên trời ánh trăng sáng, rất mỹ lệ, nhưng khó mà chạm đến. Bất quá, mặc dù vô pháp chạm đến, ít nhất có thể tắm gội tại dưới ánh trăng. Vũ Vân Thường đúng là cảm thấy, dạng này cũng không tệ. Nàng đã thỏa mãn. Sau đó, Quân Tiêu Dao đem Vũ Vân Thường mang về Đồ Sơn, nhường hắn tại Đồ Sơn tĩnh dưỡng. Mà Quân Tiêu Dao trở lấy tiếp đó, đi tới Thiên Ngục. Hắn phải cứu ra Lạc Tương Linh. Vị nữ tử này, đã vì hắn bỏ ra rất nhiều. Lúc trước tại dị vực, cũng là Lạc Tương Linh, một mực tại sau lưng của hắn, cho hắn chỗ dựa, bảo hộ hắn. Mà bây giờ, là giờ đến phiên Quân Tiêu Dao hộ nàng. Chương 2747, Minh Linh Nhất Tộc, Lang Dạ Công Chúa, Sông Thiên Ngục. Thiên Ngục, ở vào dị vực Thập Đại Châu một trong cực dạ Đại Châu. Trước đó An Lam đế tử trong miệng cơ duyên, đạo nguyên cổ điện, cũng tại đây một châu. Bất quá, mặc dù đạo nguyên cổ điện là vì tăng lên dị vực tinh anh thực lực, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể vào. Chỉ có xông qua Thiên Ngục 10 tầng, mới có tư cách tiến vào trong đó, thu hoạch được cơ duyên. Cho nên, lần này Thiên Ngục mở ra, cũng là hấp dẫn dị vực không ít tinh anh nhân kiện. Thiên Ngục, ở vào cực dạ Đại Châu Tây Bộ. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một mảnh ám trầm hắc sắc sơn mạch, quanh năm lượn lờ lấy đen kịt tạo thành từng dải sương mù. Mà tại hắc sắc sơn mạch trung ương chỗ, bất ngờ có một ngụm to lớn thâm uyên hầm ngầm, phẳng phất thông hướng u minh. Đây cũng là Thiên Ngục chỗ. Đi sâu trong đó, hướng xuống mỗi một tầng đều giam giữ lấy cửu thiên tiên vực tù binh. Càng hướng xuống, cảnh giới thực lực càng mạnh. Mà toàn bộ Thiên Ngục bên ngoài hư không đều có mịt mờ trận pháp phù văn, lúc ẩn lúc hiện. Rõ ràng, nơi này có cực kỳ cường đại phong ấn trận pháp.
tại thiên ngục bên ngoài, càng là có trông coi thiên ngục thủ vệ, tu vi đều tại hỗn độn đạo tôn chi cảnh. Mà tại dãy núi chỗ sâu, còn có mấy đạo chuẩn vương khí tức, rõ ràng cũng là thiên ngục người trông chừng. Giờ phút này, tại thiên ngục bên ngoài hư không, sớm đã có lít nha lít nhít thân ảnh ở lại ở đây. Đều là theo dị vực các đại châu chạy tới tinh anh nhân kiệt. Ngươi có nghe nói hay không, đoạn thời gian trước quần hùng tụ hội bên trên, xuất hiện vị kia hư hư thực thực trung cực đế tộc tuổi trẻ chuẩn vương. Nghe nói, có vẻ như gọi là Dạ Quân Lâm đi, đích thật là tên xa lạ, nhưng thực lực cũng đích thật là khủng bố. Huyết ma đế tộc chuẩn vương thực lực không yếu, trong tay hắn liền năng lực phản kháng đều không có. Lần này cái kia Dạ Quân Lâm cũng cần phải sẽ đến đi. Có một chút nghị luận vang lên, đều là đang đàm luận liên quan tới quân tiêu giao sự tình. An Lam đế tử cũng hiện thân. Mà lúc này, một vị thân mang hắc kim áo dài nam tử, đến gần An Lam đế tử. An Lam đế tử, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước, tại quần hùng tụ hội, kết giao một vị nhân vật không tầm thường. Vị nam tử này, khí chất cũng là bất phàm. Nguyên lai là Ly Sóc huynh. An Lam đế tử nói. Vị này Ly Sóc, đến từ dị vực uy tín lâu năm đế tộc, Minh Chiếu nhất tộc. Hắn tộc bên trong bản mệnh thần thông, vì Minh Chiếu tài nhãn. Lúc trước, quân tiêu giao đã từng giết qua Minh Chiếu nhất tộc một vị thiếu chủ, tên là Ly Cửu Minh. Ngươi cũng đoán không ra, cái kia Dạ Quân Lâm, xuất thân phương nào trung cực đế tộc sao? Ly Sóc hỏi, An Lam đế tử khẽ lắc đầu. Thần bí phi phàm, thâm bất khả chắc. 8 chữ, đủ để biểu lộ hắn đối quân tiêu giao ấn tượng. Ly Sóc biểu lộ cũng hơi hơi thu vào. Hắn nói, lần này xông thiên ngục, ta còn muốn mượn này biểu hiện một chút, có lẽ có thể dẫn tới Minh Linh nhất tộc vị công chúa kia chú ý. An Lam đế tử nói, vị kia Lăng Dạ công chúa thân phận địa vị cũng không bình thường, theo đuổi nàng người như cá giết sang sông, cũng là có chút khó khăn. Minh Linh nhất tộc, chính là trung cực đế tộc, địa vị phi phàm. Gần đoạn thời gian, dị vực đều tại lưu truyền. Minh Linh nhất tộc công chúa, Lăng Dạ, muốn tổ chức sinh nhật yến. Mà lại nàng còn chưa từng có đạo lữ. Bởi vậy rất nhiều người đều động tâm tư. Nếu là có thể vào tay Lăng Dạ công chúa vui lòng, chẳng phải là có thể gia nhập Minh Linh nhất tộc, nhất bộ đăng thiên. Phải biết, trung cực đế tộc nội tình cùng tài nguyên, cũng không phải bình thường đế tộc có thể so. Này bằng với là cưới Kim Phượng Hoàng, dù cho ở rể đều tuyệt đối không lỗ. A, có thể nói, đừng nói dị vực tu sĩ. Liền một chút đỉnh cấp đế tộc tinh anh thiêu tử, đều đối Lăng Dạ công chúa có chỗ ý nghĩ. Ăn bám nha, không dùng mình. Bất quá, Lăng Dạ dù sao cũng là trung cực đế tộc công chúa, tầm mắt tự nhiên cũng rất cao, rất kén chọn loại bỏ. Nếu là không có chỗ đặc thù gì, đừng nói dẫn tới chú ý, liền để cho nàng nhớ kỹ tên đều hết sức khó khăn. Cho nên lần này Ly Sóc đến đây thiên ngục, cũng là nghĩ lấy, có thể hay không biểu hiện một chút, đem tên tuổi của mình đánh đi ra, dẫn tới Lăng Dạ công chúa chú ý. Truy cầu Lăng Dạ công chúa người tuy nhiều, nhưng cũng hầu như đến thử một lần. Ly Sóc nói, An Lam đế tử không nói gì. Hắn chẳng qua là nghĩ thầm. Lần này, khả năng không tới phiên hắn Ly Sóc tới biểu hiện. Cảm thấy suy nghĩ thời khắc, chung quanh vang lên một chút huyên náo. An Lam đế tử nhìn lại, phát hiện một người tới đến. Chính là quân tiêu giao. Dạ đạo huynh. An Lam đế tử mỉm cười, nghênh đón tiếp lấy. Ly Sóc cũng quăng đi tầm mắt, đánh giá quân tiêu giao. Quân tiêu giao khẽ gật đầu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Này, An Lam đế tử, có thể bình yên sống đến bây giờ, là có ít đồ. Không phải nói An Lam đế tộc bộ tộc này người, đều rất phiêu à, thường xuyên khẩu xuất cùng ngôn. Này, An Lam đế tử, cũng là hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Sau đó, một phiên đơn giản chào hỏi sau. Chấn thủ thiên ngục một vị chuẩn vương xuất hiện. Hắn phất tay, tràn ra rất nhiều lệnh bài. Lệnh bài này bên trên, có thể khắc xuống tên. Sau đó tại thiên ngục bên ngoài, có một phương bia cổ, phía trên có khả năng hiển hóa ra tên. Cứ như vậy, xông vào mấy tầng, liền có thể thấy rõ ràng. Chỉ có xông vào thiên ngục 10 tầng, mới có tư cách tiến vào đạo nguyên cổ điện, thu hoạch cơ duyên. Quân tiêu giao cũng đã nhận được một khối. Hắn ở phía trên khắc xuống Dạ Quân Lâm 3 chữ, sau đó, thiên ngục thí luyện chính thức mở ra. Rất nhiều người nối đuôi nhau mà vào, thâm uyên trong động đất. Nói chung, thiên ngục phía trước nhất tầng cấp, thương vong là nhiều nhất. Không phải vượt qua người thương vong nhiều, mà là những cái kia tiên vực tù binh thương vong nhiều. Bởi vì phía ngoài nhất, đều là thực lực không tính quá mạnh. Mà càng đi chỗ sâu, tiên vực tù binh liền càng mạnh, cũng càng khó dùng bị giết chết. Có thể coi như lâu dài đá mài đao, cho nên cũng sẽ không tùy ý bị thay thế. Quân tiêu giao cho rằng, hắn chỉ phải đi sâu trong đó, nhất định có thể gặp được đến Lạc Tương Linh. Nàng hẳn là tại thiên ngục chỗ sâu, sau đó, mọi người bắt đầu vượt quan. Quân tiêu giao cũng là lựa chọn một cái thông đạo, tiến vào bên trong. Hắn mới vừa gia nhập một tầng.
chính là có một vị tiên vực tu sĩ, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đối với hắn đánh tới. Hoang cổ tần gia pháp. Thấy vị kia tu sĩ, tế ra một môn ấn quyết thần thông, chính là hoang cổ tần gia thần thông. Bộ tộc này, tổ tiên đi ra Thủy Hoàng Đại Đế. Cũng là tiên vực một phương nội tình rất sâu hoang cổ thế gia. Quân Tiêu Dao không có động tác, cái kia ấn quyết rơi vào trước người hắn ba trượng, trực tiếp hóa thành vô hình. Vị kia tần gia tu sĩ, vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến, trở nên tái nhợt. Hắn biết, chính mình đụng phải một cái tuyệt đối vô pháp chiến thắng nhân vật. Mà kết cục, là tử vong, giết. Nhưng này vị tần gia tu sĩ, hung hăng cắn răng, vẫn là đối quân Tiêu Dao hung hãn không sợ chết ra tay. Quân Tiêu Dao cũng là âm thầm gật đầu. Không sai, có huyết tính. Tại hắc ám náo động về sau, hoang cổ thế gia cũng là kết thành liên minh. Mà quân gia, tự nhiên là thế gia liên minh lãnh tụ. Hiện tại xem ra, những thái cổ thế gia này tộc nhân, đều trở nên có huyết tính không ít. Quân Tiêu Dao tùy ý trong nháy mắt, đem vị kia tần gia tu sĩ bắn bay. Nhưng cũng chỉ là như thế hắn cũng không có đả thương được cái kia tần gia tu sĩ. Quân Tiêu Dao chắp tay, tiến vào tầng tiếp theo. Mà cái kia tần gia tu sĩ, sờ lên trên người mình, vẻ mặt mang theo một luồng hốt hoảng. Ta, vậy mà không chết. Hắn kinh ngạc không thôi. Vị này dị vực cường giả, vậy mà lại đối hắn hạ thủ lưu tình. Chương 2748, gặp lại Lạc Tương Linh, ngươi trở về thật tốt, mang ngươi rời đi. Quân Tiêu Dao, một đường đi sâu thiên ngục. Dùng hắn bây giờ tu vi, tự nhiên không có người nào có thể trở ngại được hắn. Hắn cũng không có thương bất luận một vị nào tiên vực tu sĩ, chẳng qua là đem bọn hắn đánh lui. Có thể nói, quân Tiêu Dao tốc độ, một ngựa tuyệt trần. Bên ngoài, vị kia trấn thủ thiên ngục chuẩn vương, thấy bia đá kia bên trên, tên Dạ Quân Lâm không ngừng biến động, đều là cảm giác kinh ngạc. Dạ Quân Lâm, lại là thần thánh phương nào? Bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Quân Tiêu Dao trực tiếp xông vào 10 tầng phía dưới. Đã đạt đến tiến vào đạo nguyên cổ điện tư cách, nhưng vẫn không có dừng lại. 11 tầng, 12 tầng, tầng 13, đến tầng thứ 14 thời điểm. Vị kia trấn thủ thiên ngục chuẩn vương, biểu lộ đều là có chút đặc sắc. Bởi vì đến 14 tầng, liền là chuẩn vương trở lên cảnh giới. Cũng chính là tiên vực bên kia chuẩn đế cường giả. Có thể nói, coi như là hắn, đều sẽ dừng bước ở đây, không nhất định có thể vượt qua. Nhưng mà, cũng bất quá một lát. Tên Dạ Quân Lâm, trực tiếp xuất hiện tại 15 tầng, sau đó, tầng 16. Giờ phút này, tại thiên ngục bên ngoài, sớm đã có một chút vượt quan kết thúc dị vực tinh anh. Có thông qua được 10 tầng, có không có thông qua. Nhưng giờ phút này giữa thiên địa, hết thảy tầm mắt, đều là rơi vào bia đá kia lên. Tầng 16, Dạ Quân Lâm nếu có thể thông qua, làm lập nên ghi chép. Có người đồng tử mắt run rẩy nói. Trước đó thiên ngục ghi chép, cũng bất quá ngừng bước tầng 16 mà thôi. Liền tại bên ngoài, vạn chúng nín hơi lúc. Quân Tiêu Dao đi tới này tầng 16. Có thể tới đến đây người, cực ít, cho nên nơi này cũng là hết sức an tĩnh đến tĩnh mịch. Quân Tiêu Dao cất bước. Bất quá một lát, ánh mắt của hắn ngưng lại. Tại hắn ánh mắt phía trước, có một bóng người xinh đẹp, thủ đoạn cùng cổ chân, đều quấn quanh lấy phù văn tỏa dây xích. Bị hạn chế tại một chỗ hắc thủy đàm bên trong. Cái kia hắc thủy đàm, mang theo tính ăn mòn, còn có quỷ dị hắc ám lực lượng. Phảng phất thời thời khắc khắc, đều tại ăn mòn đạo thân ảnh này. Bóng người xinh xắn kia, đầu đầy chạm tóc dài màu lam, mang theo vết máu, che đậy khuôn mặt. Một thân khói lồng váy dài, có chút tàn phá. Nguyên bản tuyết trắng như ngọc bắp chân cùng chân ngọc, ngâm tại hắc thủy đàm bên trong, nhận lấy ăn mòn. Có từng tia từng sợi quỷ dị hắc văn lan tràn mà lên. Thấy đạo thân ảnh này, Quân Tiêu Dao chậm rãi hít sâu một hơi. Hắn tiến lên. Nhưng mà, này đạo tóc xanh bóng hình xinh đẹp, lại là đột ngột ra tay, đối Quân Tiêu Dao quét tới. Tương Linh. Quân Tiêu Dao một câu, nhường này bóng người đẹp đẽ dừng lại. Cái kia xốc xếch xanh thẳm tóc dài bên trong, mơ hồ lộ ra một góc dung nhan. Mặc dù là tái nhợt đến không có huyết sắc khuôn mặt, nhưng cũng y nguyên thanh lệ tuyệt tục, như kiểu hoa chiếu nước. Nàng tầm mắt ngưng tại Quân Tiêu Dao trên thân. Quân Tiêu Dao lấy xuống trên mặt bạch cốt mặt nạ. Lạc Tương Linh tư duy, tại nháy mắt dừng lại. Sau đó, sạch triệt để tinh mâu bên trong hiện ra rất nhiều cảm xúc. Tưởng niệm, xúc động, mừng rỡ, cảm hoài không. Tiêu Dao, ngươi trở về. Lạc Tương Linh lời còn chưa nói hết, thân thể bỗng nhiên thoát lực khẽ đảo. Quân Tiêu Dao tiến lên, đem hắn lũng trong ngực. Hắn dò xét một thoáng, Lạc Tương Linh tình trạng cơ thể không được tốt lắm. Nàng trước đó, vốn là bị địa ngục điều nhất tộc vương sở trọng thương. Sau này giam giữ tại thiên ngục bên trong, lại tiếp nhận này hắc thủy đàm ăn mòn. Có thể nói, đổi lại mặt khác chuẩn đế, đã sớm muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng Lạc Tương Linh không có. Có một cỗ chấp niệm, chống đỡ lấy nàng không ngã.
cái kia Cố Chấp Niệm liền là lại lần nữa nhìn thấy Quân Tiêu Dao Chấp Niệm. Cho nên, nàng không thể mất đi hy vọng, không thể vẫn lạc tại nơi này. Mà bây giờ, khi nhìn đến Quân Tiêu Dao sau, trong nháy mắt giải thoát, nhường Lạc Tương Linh triệt để thoát lực, mới có trước mắt một màn này. Quân Tiêu Dao cầm ra sinh mệnh chi tuyền, dung nhập Lạc Tương Linh trong cơ thể. Sau đó không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bức ra mấy giọt tinh huyết. Sao bây giờ thể chất máu tươi của hắn sao mà chân quý? Dung hợp hỗn độn chi tức, thánh thể khí huyết, cùng với hồng mông chi khí. Có thể nói, Quân Tiêu Dao một giọt máu chân quý trình độ, so với tiên dược đều tuyệt đối không kém. Hoặc là nói một cách khác, Quân Tiêu Dao bản thân mình, liền là một gốc trước nay chưa có hình người đại dược. Bực này tinh huyết, chân quý trình độ không cần nhiều lời. Nhưng Quân Tiêu Dao lại ngay cả không chút suy nghĩ, trực tiếp cho Lạc Tương Linh nuốt luyện hóa. Tại Quân Tiêu Dao đơn giản điều trị một phiên sau, Lạc Tương Linh cũng là chậm qua thần, vừa tỉnh lại. Nhìn xem cái kia tờ ngày đêm nhớ dung nhan, Lạc Tương Linh nâng lên tay ngọc, vuốt ve Quân Tiêu Dao gò má. Nàng hơi há ra tái nhợt môi. Lời muốn nói, rất rất nhiều. Thiên ngôn vạn ngữ đều nói không hết, đạo không hết. Nhưng cuối cùng, rất nhiều lời nói, cũng chỉ là rót thành một câu. Ngươi trở về, thật tốt. Ngươi chịu khổ. Quân Tiêu Dao nói. Lạc Tương Linh lại là lộ ra tái nhợt lúm đồng tiền, lắc đầu. Không, ta hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc, còn tưởng rằng, có thể muốn chờ hàng trăm hàng ngàn năm, mới có thể chờ đợi đến ngươi trở về. Đối Lạc Tương Linh mà nói quá mức tưởng niệm một người, sẽ cảm thấy thời gian rất dài. Như thật phải chờ thêm hàng trăm hàng ngàn năm, cái kia không thể nghi ngờ là phẳng phất cách xa nhau một cái kỷ nguyên, quá dài đằng đẵng. Nhưng Quân Tiêu Dao hiện tại liền đến, xuất hiện ở trước mặt nàng, cứu vớt nàng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ta mang ngươi ra ngoài. Quân Tiêu Dao nói, có thể là, ta như ra ngoài, sẽ khiến phiền toái. Lạc Tương Linh nói, không cần, coi như bại lộ thì đã có sao, ta cũng muốn đưa ngươi mang ra. Quân Tiêu Dao nói, mặc dù hắn tiềm phục tại dị vực, là muốn đi sâu dò xét một chút tình huống. Nhưng hắn, cũng không có khả năng ngồi nhìn Lạc Tương Linh một mực vây ở chỗ này, cho nên mặc dù bại lộ tự thân, hắn cũng không quan tâm. Lạc Tương Linh không nói gì, trong con ngươi có óng ánh. Mấy chục năm không thấy, Quân Tiêu Dao tu vi, đã để nàng đều dò xét không ra sâu cạn. Nhưng tính cách của hắn vẫn như cũ là như thế này, cho người ta một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Phảng phất có Quân Tiêu Dao tại, trời sập còn không sợ. Tương Linh, ngươi tạm thời đợi ở chỗ này, ta cần hướng xuống vượt quan. Chờ trở về thời điểm, tiếp ngươi ra ngoài. Quân Tiêu Dao nói. Tiêu Dao, phía dưới còn có đế cảnh tồn tại, ngươi muốn cẩn thận. Lạc Tương Linh nói, nàng sợ đế cảnh tồn tại ra tay, ngộ thương Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chẳng qua là cười một tiếng. Hắn sở dĩ tiếp tục vượt quan, tự nhiên là muốn chứng minh chính mình thực lực cùng giá trị. Chỉ có dạng này, mới sẽ khiến người khác cố kỵ. Mang Lạc Tương Linh rời đi, lực cản liền sẽ ít đi rất nhiều. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng biết có chừng có mực, hắn không cần tế ra chân chính đế cảnh chiến lực. Chỉ cần thể hiện ra cùng đại đế giao thủ thực lực, liền đầy đủ rung động dị vực quần hùng. Sau đó, Quân Tiêu Dao tiếp tục hướng xuống, đến tầng thứ 17. Mà thiên ngục bên ngoài, đã sôi trào, An Lam đế tử mấy người cũng sớm đã ra tới. Thấy tên Dạ Quân Lâm, đến tầng 17. Nét mặt của bọn hắn, đều mang khó tả rung động. Quân Tiêu Dao đã đánh phá kỷ lục. Thật chẳng lẽ chính là trung cực đế tộc cường giả. Cho dù là vị kia trấn thủ thiên ngục chuẩn vương, giờ phút này thần sắc cũng là mang theo chấn kinh. Như đúng như này, liền hắn đều đến lễ kính ba phần. Sau đó, Quân Tiêu Dao đột phá tầng thứ 17, đến tầng thứ 18. Hắn vừa tới đặt nơi này, liền có giọng nói lạnh lùng vang lên. Không nghĩ tới, còn có người có thể đến tới tầng này. Thanh âm này, mang theo lạnh lùng cùng khàn khàn. Đồng thời, có một cỗ làm người hít thở không thông uy áp, như sóng triều đổ xuống tới. Không phải bình thường đại đế. Quân Tiêu Dao ánh mắt mang theo một tia tò mò. Chương 2749, cường giả bí ẩn, quyền tôn, lôi kéo tiến vào quân đế đình ý nghĩ. Tại đây 18 tầng phần cuối, có một đạo mơ hồ mông lung thân ảnh. Đầu đầy rối bời tóc, che kín cho bụi. Thân hình cực độ khô héo, gầy xẹp, phẳng phất thoát nước. Làn da mang theo một loại ám kim sắc, chắc là đã từng tế luyện đặc thù nào đó luyện thể chi pháp. Mà làm người khác chú ý nhất là đạo thân ảnh này, toàn thân giam cầm, bị đánh lên 18 đạo xiềng xích. Cái kia xiềng xích, trộn lẫn lấy tiên kim. Trong đó hai đạo xiềng xích, thậm chí quán xuyên xương tỉ bà. Có thể nói, đạo thân ảnh này, chuyển động phạm vi rất nhỏ. Nhưng để cho người ta kinh ngạc là, khí tức của hắn lại cực kỳ đáng sợ, cương mãnh vô cùng, phảng phất có thể phá mở càn khôn. Không phải bình thường nhân vật. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Rất rõ ràng, cái này người gặp phải bị thương nghiêm trọng, càng là nhận rất nhiều giam cầm.
mà đã như thế hắn chỗ tản ra khí tức, cũng là vượt xa bình thường đại đế. Tại cực độ trạng thái hư nhược, vậy mà đều có như vậy năng lực. Có thể thấy lai lịch người này bất phàm. Có thể đi tới nơi này một tầng dị vực sinh linh, rất ít. Vị nam tử này lên tiếng lần nữa. Ngươi, rất có dũng khí. Dứt lời. Vị nam tử này đúng là trực tiếp ra tay, đánh ra một quyền. Bất quá, hắn nhận lấy hạn chế, chấn áp. Vô pháp vọt thẳng hướng Quân Tiêu Dao. Nhưng này một cái quyền ấn, cũng là khủng bố vô biên, cương mãnh vô cùng, phảng phất phá vỡ thương khung, chấn lạc nhật nguyệt. Quân Tiêu Dao cũng là hứng thú, trực tiếp ra tay. Hắn cũng ra quyền, chính là lục đạo luân hồi quyền. Mênh mông quyền mang sôi trào, lục đạo luân hồi thế giới, nương theo lấy quyền một quyền này, đồng dạng dữ dội vô biên. Quyền ấn cùng quyền phong gặp nhau, phảng phất nhường cả mảnh trời ngục đều chấn động không ngừng. Vô số đá vụn lăn xuống mà xuống. Đương nhiên, bởi vì toàn bộ thiên ngục, có trận pháp đặc biệt tại chấn áp. Bằng không, hai người gợn sóng, có thể tùy tiện đem chọn mảnh dãy núi chấn vì bột mịn. Quyền pháp này, nam tử kia trong mắt bắn mạnh thần mang. Hắn không nghĩ tới, có người có thể tại quyền pháp bên trên cùng hắn chống lại. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn có thể cảm giác được Quân Tiêu Dao khí tức, chỉ ở chuẩn đế cảnh. Chuẩn đế cảnh, liền có thể cùng quyền của hắn ấn chống lại. Hắn bây giờ mặc dù suy yếu, nhận rất nhiều chấn áp hạn chế. Nhưng cũng tuyệt đối không phải không quan trọng chuẩn đế có thể chống lại. Đổi lại mặt khác chuẩn đế đến, một quyền này đều không tiếp nổi, sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Nguyên thần cũng muốn biến thành tro bụi. Ngươi là ai, dị vực vậy mà ra ngươi bực này nhân vật. Nam tử ngữ khí lạnh lẽo, mang theo lạnh lẽo cùng sát ý. Bực này nhân vật, nếu là trưởng thành, đối cửu thiên tiên vực, chính là uy hiếp cực lớn. Phát giác được nam tử phóng thích ra lạnh lẽo sát niệm. Quân Tiêu Dao ngược lại mỉm cười. Dạng này liền có thể chứng minh, nam tử là người có thể tin được. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, các hạ danh hiệu, ta cũng có chút hứng thú. Nam tử nghe vậy yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, danh hiệu ta, Quyền Tôn. Quyền Tôn. Quân Tiêu Dao có chút suy nghĩ. Hắn trước kia khi còn bé tại quân gia đã từng đọc qua vô số cường giả truyện ký. Giống như trong đó có một vị, tên là Quyền Tôn. Hắn cả đời không cần đao, không sử dụng kiếm, duy chỉ tu luyện một đôi tay, luyện quyền. Danh xưng hai quả đấm có thể khai thiên, cuối cùng bị thế nhân trở thành Quyền Tôn. Không nghĩ tới trước mắt vị này khô quát gầy yếu nam tử, lại chính là trong truyền thuyết Quyền Tôn. Nhìn như vậy đến, hắn tại rất lâu tuế nguyệt trước đó, liền đã bị trấn áp tại ngày này trong ngục. Ngươi tên là gì? Quyền Tôn lạnh lùng nói. Quân Tiêu Dao báo ra chính mình bản danh. Quân Tiêu Dao, ngươi là? Quyền Tôn nghe được danh tự, lúc này sửng sốt. Cũng không phải hắn nghe nói qua Quân Tiêu Dao. Hắn rất lâu tuế nguyệt trước, liền bị trấn áp tại thiên ngục, tự nhiên không có khả năng nghe nói qua Quân Tiêu Dao tên. Chẳng qua là quân này một dòng họ, nhưng hắn nghĩ tới quân gia. Quyền Tôn đoán không lầm, ta là quân gia người. Quân Tiêu Dao tán đi trên thân hắc ám khí tức, phóng xuất ra quân gia huyết mạch khí tức. Cùng lúc đó, hắn chân chính cảnh giới khí tức cũng là triển lộ mà ra. Thật đúng là, Quyền Tôn phát giác được này khí tức, sát nghiệm tán đi. Hắn lúc trước đã từng cùng quân gia cường giả nói qua pháp, luận qua nói. Đối quân gia huyết mạch khí tức vẫn là có chỗ nhận biết. Bất quá, Quân Tiêu Dao này đế cảnh khí tức khiến cho hắn đều là có chút chấn kinh. Hắn có thể phát giác được Quân Tiêu Dao rất trẻ trung. Như thế đại đế trẻ cũng là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Có thể là, ngươi làm sao lại? Quyền Tôn y nguyên mê hoặc. Chẳng lẽ cửu thiên tiên vực đã triệt để phản công dị vực rồi? Quân Tiêu Dao thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, chẳng qua là ngắn gọn nói một lần tình huống. Quyền Tôn giờ mới hiểu được. Quân Tiêu Dao là tạm thời tiềm phục tại dị vực, điều tra một chút tình huống. Quyền Tôn, giống ngươi cường giả như vậy, thiên ngục bên trong không phải chỉ ngươi một vị à? Quân Tiêu Dao hỏi. Quyền Tôn nói, hoàn toàn chính xác, chỉ ít có 5 vị, ngoài ra, còn có một số đế cảnh cường giả, tất cả đều trấn áp tại phương hướng khác nhau. Quân Tiêu Dao nghe vậy, âm thầm gật đầu, xem như hiểu được thiên ngục tình huống. Hắn đương nhiên sẽ không hiện tại liền cướp mục cái gì, cái kia không khỏi quá mức xúc động. Mà lại, hắn đã quyết định muốn dẫn Lạc Tương Linh ra ngoài. Nếu là lại nghĩ biện pháp, nắm Quyền Tôn mang đi ra ngoài, vậy liền thật chính là tàng điều giấu không được. Quyền Tôn, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp giải cứu các ngươi. Quân Tiêu Dao nói. Vậy liền đa tạ. Quyền Tôn nói. Hắn cũng hiểu rõ, Quân Tiêu Dao hiện tại không tiện cứu hắn. Quân Tiêu Dao cho Quyền Tôn sinh mệnh chi tuyển nước suối, khiến cho hắn âm thầm chữa thương. Sau đó Quân Tiêu Dao chính là rời đi 18 tầng. Quân gia, Gia Long A. Quyền Tôn nhìn xem rời đi Quân Tiêu Dao, cảm thán nói. Rời đi 18 tầng về sau, Quân Tiêu Dao nghĩ thầm. Thiên ngục trung quan áp cửu thiên tiên vực cường giả cũng không phải ít.
trở về sau, lưỡng giới đại chiến bùng nổ, là có thể nghĩ biện pháp thả bọn họ. Đến lúc đó, cũng có thể nhiễu loạn dị vực phía sau. Mà lại quyền tôn chờ cường giả, bị giam giữ vô số tuế nguyện, sợ là gia đình tộc Duệ, phần lớn sớm đã biến mất. Có lẽ có khả năng đem bọn hắn, lôi kéo tiến vào quân đế đình, có thể xưng cả hai cùng có lợi. Quân Tiêu Dao kế hoạch rất nhiều. Quyền tôn bực này cường giả, dù cho phóng nhãn cửu thiên tiên vực, đều ít có. Nếu là thực lực cảnh giới khôi phục đỉnh phong, đây tuyệt đối là một phương cự phách. Lôi kéo tiến vào quân đế đình, lại có thể trở thành cao cấp chiến lực. Có thể nói, quân Tiêu Dao còn không có trở lại cửu thiên tiên vực. Cũng đã bắt đầu nghĩ đến bổ sung quân đế đình chiến lực. Chỉ có thể nói hắn cái này quân đế đình chi chủ, vẫn tính để ý. Về sau, quân Tiêu Dao trở lại tầng 16, đem Lạc Tương Linh Hiểu cứu ra. Sau đó quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút, trên thân khí tức chấn động, trở nên hỗn loạn một chút. Khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Như vậy là được rồi. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng. Hắn mang theo Lạc Tương Linh, rời đi thiên ngục. Mới vừa đến bên ngoài, liền thấy được cái kia đầy trời khắp nơi trên đất, vô số dị vực tu sĩ sinh linh, chấn kinh, sững người, hóa đá tầm mắt. Tên Dạ Quân Lâm, đến tầng thứ 18. Mặc dù không có xông qua, nhưng đã là sáng tạo ra ghi chép. Dạ đạo huynh, thật đúng là thâm tàng bất lộ. An Lam đế tử cũng là cười khổ một tiếng. Còn có Minh Chiếu nhất tộc Lý Sóc, cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn vốn là nghĩ đến thiên ngục biểu hiện một chút. Kết quả không cẩn thận, chứng kiến đến chân chính yêu nghiệt sinh ra. Cái này người, vị kia trấn thủ thiên ngục chuẩn vương, thấy quân Tiêu Dao sau lưng Lạc Tương Linh, có chút chần chờ mở miệng. Quân Tiêu Dao ánh mắt nhàn nhạt rủ xuống. Thế nào, đụng phải một cái ta hài lòng nữ nhân, thu lại làm lô đỉnh, ngươi có ý kiến? Vị kia chuẩn vương, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nếu là quân Tiêu Dao không có biểu hiện ra như vậy yêu nghiệt chiến tích thực lực, vậy hắn tự nhiên là không nói hai lời, đã sớm ra tay trách phạt. Thế nhưng hiện tại, vị này chuẩn vương, cơ bản 100% có thể xác định. Quân Tiêu Dao tuyệt đối là trung cực đế tộc yêu nghiệt chuẩn vương, không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Một cái trung cực đế tộc chuẩn vương, thu một cái tù binh làm lô đỉnh, thì thế nào, dù cho địa ngục điều nhất tộc sinh linh đến, cũng không dám nói gì. Bởi vì này nhất mạch tuy mạnh, nhưng vẫn là không cách nào cùng trung cực đế tộc so sánh. Dĩ nhiên không có ý kiến. Vị kia chuẩn vương hết sức thức thời, không cần phải nhiều lời nữa. Chương 2750, Đạo Nguyên Cổ Điện cơ duyên, Lang Dạ công chúa thiếp mời. Chúc mừng đạo huynh ôm mỹ nhân về. Bất quá ta cảm thấy, hôm nay tin tức truyền ra, đạo huynh sợ là sẽ phải danh chấn ta giới. Còn sẽ khiến Minh Linh nhất tộc công chúa chú ý, cái kia có thể thật là khiến người ta hâm mộ không tới. An Lam đế tử nói, Minh Linh nhất tộc. Quân Tiêu Dao chợt nhớ tới, trước đó Đồ Sơn Minh Phi cũng đã nói. Có vẻ như sau đó không lâu, sẽ có một phương trung cực đế tộc công chúa, tổ chức sinh nhật yến. Đó là một cái tiếp cận trung cực đế tộc cơ hội. Xem ra này Minh Linh nhất tộc, liền là phía kia trung cực đế tộc. Đạo huynh có thể có hứng thú, đi tham gia vị kia Lăng Dạ công chúa sinh nhật yến. Nếu là bị nhìn trúng, nói không chừng còn có thể trở thành Minh Linh nhất tộc phò mã gia, chỗ tốt vô tận. An Lam đế tử nói đến đây, ngữ khí cũng là mang theo một vẻ hâm mộ. Thân phận của hắn hoàn toàn chính xác cũng không bình thường, nhưng rõ ràng, vẫn là không cách nào vào vị kia Lăng Dạ công chúa mắt. Mà quân Tiêu Dao liền không đồng dạng. Chỉ là hắn tại thiên ngục lập nên ghi chép, liền đầy đủ kinh diễm. Dùng chuẩn đế tu vi, có thể cùng đế cảnh trở lên giao thủ. Cho dù cuối cùng không có vượt qua, đó cũng là vạn cổ vô nhất yêu nghiệt. Bực này nhân vật, mới có tư cách bị Lăng Dạ công chúa chú ý tới. Có lẽ sẽ đi gom góp tham gia náo nhiệt. Quân Tiêu Dao chẳng qua là thản nhiên nói. Hắn mang theo Lạc Tương Linh rời đi. Rõ ràng, nơi này tin tức, lại ở thời gian rất ngắn, bao phủ dị vực. Quân Tiêu Dao cũng không sợ tiết lộ thân phận. Dầu gì, hắn có khả năng trực tiếp rời đi. Thực lực của hắn bây giờ, cùng lần trước tới dị vực khác biệt. Lần trước, hắn đều có thể đem dị vực đùa nghịch xoay quanh. Lần này, hắn tự nhiên càng sẽ không hoảng. Minh Linh nhất tộc phò mã ra. Quân Tiêu Dao âm thầm tưởng tượng. Có lẽ có khả năng nhờ vào đó nhìn trộm ra trung cực đế tộc một chút huyền cơ. Tiêu Dao, lúc này mới mấy chục năm, ngươi liền trở lại. Vậy ngươi, Lạc Tương Linh muốn nói lại thôi. Nàng là biết đến. Quân Tiêu Dao chuyển sinh giới hải mục đích. Mặc dù có một bộ phận là vì giải quyết thi triển tiểu túc mệnh thuật lưu lại di chứng, như tuổi thọ cùng số mệnh các loại. Nhưng hắn chủ yếu nhất muốn đi giới hải tìm về Khương Thánh Y. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Đi theo ta. Quân Tiêu Dao mang theo Lạc Tương Linh về tới Đồ Sơn, cũng làm cho nàng gặp được Khương Thánh Y. Lạc Tương Linh không có ghen ghét vân vân tự, nàng chẳng qua là vì Quân Tiêu Dao cao hứng. Hắn cuối cùng tìm về hắn coi trọng nhất người. Đương nhiên, Lạc Tương Linh đáy lòng
tự nhiên cũng là có một tia nhỏ nhỏ hâm mộ. Khương Thánh Y cũng đối Lạc Tương Linh cũng không có gì cách ngăn, rất là thoải mái hào phóng. Nàng biết, Lạc Tương Linh vẫn luôn ở sau lưng, vì quân Tiêu Dao yên lặng trả giá. Về sau thời gian, Lạc Tương Linh cũng tạm thời đợi tại Đồ Sơn, khôi phục thương thế. Có quân Tiêu Dao điều dưỡng trợ giúp, Lạc Tương Linh khôi phục tự nhiên cũng rất nhanh. Mà quân Tiêu Dao phá vỡ thiên ngục ghi chép sự tình, cũng là tựa như cự thạch nện vào trong biển, tại dị vực nhấc lên thao thiên sóng lớn. Quân Tiêu Dao đánh vỡ thiên ngục vượt quan ghi chép vẫn là thứ hai. Chủ yếu nhất là, hắn có thể dùng chuẩn đế tu vi, cùng đại đế giao thủ. Mặc dù cuối cùng không có thông quan, nhưng cũng đã là cực độ nghịch thiên. Vượt cảnh giới cùng đại đế giao thủ, bản này liền đại biểu vô thượng tiềm lực. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn chứng đạo trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột, chẳng qua là thời gian dài ngắn thôi. Nhưng hắn chủ yếu nhất, muốn đi giới hải tìm về Khương Thánh Y. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Đi theo ta. Quân Tiêu Dao mang theo Lạc Tương Linh, về tới Đồ Sơn. Cũng làm cho nàng gặp được Khương Thánh Y. Lạc Tương Linh không có ghen ghét vân vân tự. Chăm súc rộng ứng địa phương. Ta ngược lại thật ra nghe được một cái tin tức ngầm. Có minh linh nhất tộc sinh linh, theo không thể nói chỗ đi ra, có lẽ là muốn lôi kéo vị kia Dạ Quân Lâm. Chật chật, này cũng có thể lý giải, dù sao cũng là tương lai bất hủ chi vương, ai không muốn lôi kéo. Cũng không biết, này Dạ Quân Lâm đến tột cùng xuất thân gì tộc. Toàn bộ dị vực gần đoạn thời gian, cũng đang thảo luận liên quan tới quân Tiêu Dao sự tình. Mà quân Tiêu Dao cũng tại Đồ Sơn ngây người một quãng thời gian. Sau đó, chính là đi hướng đạo nguyên cổ điện. Là muốn xông qua thiên ngục 10 tầng, đều có tư cách tiến vào đạo nguyên cổ điện. Trong đó có tiên thiên đạo nguyên trở cơ duyên, còn có dị vực chư đế tộc một chút di khắc truyền thừa. Quân Tiêu Dao bản thân thân là đại đế, có lẽ không cần. Nhưng đối minh vương thân tới nói, này cũng không tệ tư lương. Quân Tiêu Dao về sau, cũng là đi tới đạo nguyên cổ điện. Tòa cổ điện này, cực kỳ cổ lão, là dị vực nhất cổ cơ duyên địa chi một. Cũng có mặt khác rất nhiều dị vực sinh linh ở đây. Bao quát An Lam đế tử mấy người cũng xuất hiện, cùng quân Tiêu Dao bắt chuyện. Về sau, quân Tiêu Dao tiến vào đạo nguyên cổ điện. Trọn vẹn chờ đợi nửa tháng. Có thể nói, đạo nguyên cổ điện tuyệt đại đa số tiên thiên đạo nguyên, đều bị quân Tiêu Dao luyện hóa hấp thu. Mặt khác thiên kiêu, tiến vào cái tịch mịch, chỉ phân đến một điểm canh thừa thịt nguội. Nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì căn bản không dám mạo hiểm phạm quân Tiêu Dao. Bởi vì này bằng với đắc tội một vị tương lai bất hủ chi vương. Đi qua nửa tháng tu luyện, quân Tiêu Dao minh vương thân càng tiến một bước, cách chứng đạo không xa. Quân Tiêu Dao rất chờ mong, chờ minh vương thân cũng sau khi chứng đạo. Đến lúc đó, hắn vừa ra tay, vừa hóa thành bốn, liền là bốn tôn đại đế. Mà lại đều người mang tuyệt thế nghịch thiên thể chất. Liền hỏi làm sao thua, tu luyện sau khi kết thúc, quân Tiêu Dao đi ra đạo nguyên cổ điện. Nhưng mà một vị sinh linh đi vào nơi này dẫn tới các phương chú mục. Đó là một vị kỵ sĩ, đạp không tới, tọa hạ là một thớt hắc long ngựa. Khoác che hắc lân, đầy miệng răng nanh. Hắn khí tức hết sức thịnh, mang theo một cỗ hung uy. Đi thẳng tới quân Tiêu Dao trước người. Quân Tiêu Dao vẻ mặt nhàn nhạt, quăng đi tầm mắt. Vị kỵ sĩ kia xuống ngựa, đưa cho quân Tiêu Dao một tờ thiệp mời. Nói, ta đến từ minh linh nhất tộc, tiểu thư nhà ta nghe nói các hạ tên, cố ý dặn dò, đưa tới thiệp mời một tấm. Hy vọng các hạ đến lúc đó, có thể đi tới tộc ta dự tiệc. Quân Tiêu Dao đôi lông mày trao lên. Xem ra là minh linh nhất tộc cái vị kia Lăng Dạ công chúa. Quả nhiên, biết được tên của hắn. Cái này cũng tại quân Tiêu Dao trong kế hoạch. Một khâu khấu trừ một khâu. Hắn tuyệt đối không phải muốn làm cái gì cặn bã nam. Hắn chỉ là muốn điều tra một chút trung cực đế tộc tin tức thôi. Quân Tiêu Dao nhận lấy thiếp mời, thản nhiên nói, ta sẽ đi. Vậy liền xin đợi các hạ rồi. Kỵ sĩ này cũng rất thẳng thắn. Quay đầu lên ngựa liền đi, chung quanh rất nhiều người thấy thế, nghị luận ầm ĩ. Không hổ là trung cực đế tộc a, liền một cái người hầu kỵ sĩ, đều có như vậy hung uy. Còn thật là khiến người ta hâm mộ, vậy mà có thể làm cho vị kia Lăng Dạ công chúa, tự mình đưa lên thiếp mời. Phải biết, dù cho một chút đỉnh tiêm đế tộc nhân kiệt tinh anh, đều không có đãi ngộ như vậy. Rất nhiều người nhìn về phía quân Tiêu Dao tầm mắt, đều là mang theo ước ao ghen tị. Có thể làm cho vị kia Lăng Dạ công chúa, tự mình đưa lên thiếp mời, nhưng không có vài vị a.